Nào rảnh em gửi cho bà xem cái clip hot. Ố là cái vụ gì? Cái bà Tuyền kia, bà tính gửi cho em clip gì đây? Nào rảnh hả? Rảnh rảnh rảnh. Xem clip hot là rảnh bất cứ lúc nào. Rồi ok Lan Anh của chị nào. Này, cái này nha, 150 một cặp, em thích qua mẫu luôn để không phải mất thời gian lâu. Ok chưa? Đấy, rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Em chốt cho con yêu của em là 22 kg cho lên tới mẹ mặc luôn là 55 kg một cặp nè. Alex comment giùm em G7. Hello Hồng Thái Nguyễn. Cái đơn của Hồng Thái Nguyễn nó đang bị treo em ạ. Nó đang bị treo, nó ghi là vùng dịch, nó đang bị treo. Đấy, một cặp này nè. Giá có bao nhiêu thôi? 150 cả một cặp này. Ai lấy comment giùm em G7, số cứu số điện thoại đi kèm. Lấy lẻ thì 79.000. Chị cảm ơn Thanh Hân nhé. Cảm ơn tất cả các tình yêu đang xem like. Đang like lẻ đấy các bà lẻ vào hốt luôn đi. Đó, một cặp như thế này là mẹ và bé mặc vừa, từ 22 kg cho lên được tới tận 55 kg vừa. Hồi nay em tức có mặc sọc vào, nhưng mà em 62 kg nên là nó vô duyên lắm. Chồng có sữa rồi chỉ thiếu sữa. Giờ này làm gì có sữa. Ê, giờ này mà ông có sữa khác là chết đấy mày à. Chứ sữa của tớ cay từ lâu rồi. Nên nó mấy má này hả? Mua hàng là cách đây hàng bao nhiêu năm. G7 một cặp 55 kg cho Mithy. Chỉ lấy một cặp cho bé ha. Giờ, ê, Thi ơi, thả giùm cho tôi số điện thoại. Cho anh xem đồ bé gái đi chế. Đây, đồ bé gái, đây cu. Ôi chết, quên. Đợi chút xíu, Chưa tạo rồi. Chưa đợi chiến dịch like là khỏi chốt đơn bán hàng luôn. Sáng đang cười ha ha, giờ đang cười hô hô rồi. Hôm nay Facebook nó cho em cười cả ngày, mỏi hết cả hàng. Rồi ok, cảm ơn các tình yêu. Rồi Alex G7, comment G7, số kiếm số điện thoại đi kèm giùm em nhá. Từ 22 cho đến 55 kg là thoải con gà mái. Đấy, qua mẫu nha. Rồi tiếp tục, đâu? Cái nào con bé? Đây, 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 đây. Đây này, đây này, ừ, để chút xíu. À đây mày mở rồi hả? Mắt tao không nhìn thấy đâu. Nhìn xa trông rộng, không nhìn gần ngay trước mắt. Đây các tình yêu ơi, đây là số mấy? Số 9. Ôi ôi, em nói cái này mẹ và bé mặc mới đẹp nè. Cái này là mặc cho anh em mẹ bé mặc được hết luôn. Đấy, nào đẹp mày nhỏ lên chỉ số lớn nhất đi. Thầy có con Thủy ở nhà là thôi rồi ấy. Ok. Đây, đẹp chưa? Cho em xem quay bộ lóc tóc phía sau hả? Thu Hường, bé em bao nhiêu ký Thu Hường ơi? Nè, một cặp hai màu rất là sang. Đây, áo sơ mi chữ ký dài tay. Ôi, cái này em mà mặc vừa em không đua mới là lạ. Em rất thích mặc những cái mẫu này. Mặc cái này này, vải cực kỳ đỉnh luôn. Hàng này là hàng công ty cao cấp. Đấy, các chị có thể cắt mặc là các chị biết hàng cao cấp rồi. Mấy bà biểu con này bán hàng nhảm. Hàng này là hàng em đi ăn trộm về. Nói giỡn thôi. Hàng cắt mặc là người ta cứ đẩy ra bên ngoài chợ xỉ á. Mà chợ xỉ nó ế quá, nó đứng tiền. À, 28 kg hả? Rồi, vừa đó bé. Này các tình yêu em 62 kg này. Cao 1m58. À, cao 1m58 là đo từ cái thời 18 tuổi. Bây giờ không biết nó có lùn đi xem nào không thì không biết. Đấy. Nó hơi chật một tí, 62 kg. Mà em là thuộc dạng vòng 1 hơi bị nhiều. Bò sữa mà, dân bò sữa mà. Nhưng mà bây giờ em cứ chốt tới 55 kg là ok. Em chỉ mọc lên cho các chị xem thôi nha. Cái này là giai gái mặc cặp, mẹ bé mặc cặp ok. Đó, cái này là em chốt 55 kg thoải mái. Trời ơi, không vừa cái này, em rất là thích. Và đẹp lắm, hai màu. Màu trắng và màu xanh. Đấy, màu trắng em tuyết đang mặc và màu xanh. Cái này là mẫu mẹ và bé mặc. Cái này mẹ nào mà mặc vừa, em nói mẫu này cực kỳ chất luôn. Cái tay á hả, Sài Gòn mình là phải sắn tay lên. Dân miền Nam là phải sắn tay lên cho nó bốc. Em là 62 kg nên đừng nhìn mẫu mặc. Em chỉ mặc vào để em xác định ký thôi. Chứ cái sơ mi là em chốt sợ ký không chuẩn nên em phải sắn tay mặc áo là vậy. Ok chưa? 55 kg là ô con bà T. Ê mày tui nhắc. Má Sunny còn đó không? Má Sunny, Sunny nó còn là thế nào nó cũng hốt cặp như vậy. Thấy không? Thấy không? Chị ơi, lúc nãy đang coi bị văng ra. Chị like áo cặp cho hai anh em chưa? Đây Thảo Nhi. Dạ. Cái này là áo cặp cho hai anh em nè. Bán 150 cặp thôi. Hàng này nó bán 200 mấy một áo. 200 mấy một áo. Nhưng mà em bán cho các chị là 150 một cặp. 150 một cặp nha các tình yêu nha. Đó, 150 một cặp thôi. Đó, đẹp chưa? Áo này là, nhưng mà cái này đang size lớn. Từ 22 kg đến 55 kg có size. À đây à. Mày lấy luôn hai cặp luôn đi Lan Anh, khỏi đổi. Rồi, Lan Anh của chị nè.
Lan Anh, bà tên tính đổi, năn nỉ lấy hai cặp đi đổi làm gì, quá đẹp luôn, thấy không? Rất là đẹp luôn, đây là mẹ, bé, trai, gái mặc cặp được hết nha. Rồi, Lan Anh lấy cho chị G8 cặp 55kg. Rồi, đổi cho Lan Anh. Lan Anh đổi ra chị tư dẫn thôi, ủng hộ được thì chị rất cảm ơn, mà không ủng hộ thì được đổi. Ngày xưa mà tớ mà cô giáo những cái mẫu này thì thôi á, tớ là tớ làm tới. Em 62kg nha, nên em chỉ chốt tới 55kg thôi. Chứ các chị đừng nói là má này má chốt kiểu gì về mặc hở. Này là giai gái mặc vừa được này Thảo Nhi ơi. Bé em 4 tuổi bao nhiêu ký, quan trọng là bé bao nhiêu ký rồi. Đó, đẹp chưa? Một cặp màu xanh và một cặp màu trắng, xanh là xanh đá, trắng là trắng luôn. Xét bé gái nào xinh không chị? Châu Khang của chị, đợi chút xíu chị lên một loạt bé gái luôn. Rồi, ai lấy G8 comment G8 giùm em nha, đẹp lắm. Mấy cái áo này thì buộc phải mặc vào, thấy không? Thấy dân đóng thùng chất chơi chưa? Chất chơi người rơi chưa? Bụng thì toàn mỡ là mỡ. Ai lấy G8 comment G8 giùm em nha. G8 chân anh ơi, cho chị Tuyết xin số điện thoại với, cho chị Tuyết xin số điện thoại này. Chân anh. À, thế thì cái này bé trai vừa, bé gái không vừa em ạ. Form này nó không có form nhỏ, có form nhỏ thì chị Tuyết hốt rồi mà không có. Trai vừa mà gái không vừa. Em ơi G8 với chị Chân Anh ơi, cho chị Tuyết xin số điện thoại em ơi. Rồi, chị cảm ơn Chân Anh của chị. Chân Anh nè. Chân Anh màu trắng 21kg và 50kg. Ok chưa? G8 một cặp này, đẹp lắm. Đẹp lắm. G8 thì có màu xanh đá ở bên ngoài rất là đẹp. Cái này Sài Gòn miền Nam á thì mình cứ sắm sáng tay lên một chút xíu là cưng xỉu luôn ha. Rồi, ai chưa lấy G8 comment G8 giùm em nhé. Chỉ được có vài ri thôi chứ chả có nhiều đâu. Cái vải này cận cảnh vải cho các tình yêu của em xem. Hàng này là hàng của công ty, em Tuyết là không bao giờ bán hàng xưởng nhá. Không, nói vậy là nói điêu cái mồm quá. Ngày xưa bán hàng xưởng, nhưng bây giờ thì không bán hàng xưởng nữa, mà toàn bộ là hàng công ty. À, áo này em gọi là áo chữ ký, mặt cười. Quần chị Tuyết ơi, ok chị Tuyết lên quần liền đấy, u cua. Hello Kim Ngân của chị, đẹp chưa? Hàng này hàng cắt mạc nhá. Cắt mạc, giá này nó xỉ hơn 100 ngàn đó các tình yêu. Nhưng mà người ta kẹt vốn quá, mà gặp vào tay chị em thì chị em đạp cho tanh bảnh. Nên mới có giá là 150, một, hai áo. 150 hai áo, không có mẫu nào hả? Ừ, chả có Thảo Nhi ơi, tiếc nhờ Thảo Nhi nhờ. Trời ơi, cái này em mà mặc vừa là chết với em rồi. Tết rồi em có áo đẹp vậy, Tết này là ở nhà luôn bởi vì ở trần ra đường và chụp chết. Đây, bây giờ bé gái đẹp nè. Cho chị cái kia luôn. Đây, G mấy rồi? G9 à, G9, trời ơi. Mấy má có con gái vào hốt luôn cái áo này dùm tôi cái đây. Cái này cưng xỉu luôn, hai lớp rồi đến mới mặc vào là thoải con gà mái. Chả sợ bị hở hang gì đâu. Cái này còn xinh hơn là Hồ Ngọc Hà thời chưa lấy chồng nhờ. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, áo này em gọi là áo Mỹ Tâm, mà Mỹ Tâm đến bây giờ vẫn chưa có chồng. Siêu đẹp luôn. Đấy, G9 này dành cho con gái yêu của em là từ 20kg cho lên được tới 40kg không bé? À, con này con to 55kg luôn. Vẫn là hàng thiết kế TN cắt mạc. Vẫn là hàng thiết kế TN cắt mạc. G9 thì chỉ có một màu. Nào, comment G8 à? À, G8 cho chị Luyến Nguyễn. Chị Luyến Nguyễn ơi, thả lại giùm em số ký với. G8, bé 27, mẹ 50, G8 nha, G8 là chị Luyến Nguyễn. Là 27 và 45kg. Áo jean bao nhiêu hả? Chị Tuyết sale chỉ có 85.000, hốt đi Ngọc Ly của chị. Hello Kim Ngân của chị nhá. Rồi ok chưa? Em like chút xíu nữa em nghỉ đây. Trong chiều, Luyến Nguyễn là G8. Màu gì đấy chị Luyến? G8 anh Tuyết có hai màu. Hay là chị lấy luôn hai màu đi. Màu trắng và màu xanh, màu nào cũng đẹp. Áo jean có từ 8kg đến tận 35kg đó bé. Cái đó lầm. Đấy, áo lẻ cho bé 45kg hả Linh Nguyễn? Cái này là 55kg vừa nè. Mẫu này là mẫu G9. Em nói là mẫu này là mẫu siêu phẩm đấy các tình yêu ạ. Von này là von ngoại nha, chứ không phải là von tạp đâu. Mặc rất là êm, rất là dễ chịu. Đó, rất là êm, rất là dễ chịu. Em Tuyết cũng có một cái này. Em Tuyết cũng có một cái này. Em vào shop em mua hết 200 mấy. Đợt đó là chưa có lô này, chứ có lô này mà em bon chen là cycle là em bon chen luôn rồi. Em thích kiểu như vậy lắm. Đúng rồi. Này, G9 30kg. G9 30kg cho chị Phương Nguyễn. Rồi. Chị Luyến Nguyễn ơi, thả lại cho em số điện thoại với. Chị ơi, chị like cái G nào mà 16kg.
Thế nào? Ok. G không không, G chín là chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn cho chị xin số điện thoại với. Chị Luyến Nguyễn cho em xin số điện thoại với. Chị Luyến Nguyễn là màu trắng em nha. Cái G nào? Có lẽ đây này, Linh Nguyễn ơi, hốt đi cu. Hốt đi cu của chị. Rồi, mi thi G9 30 và 55. Đẹp lắm mi thi ơi. Rồi, quên quên, hết hàng. Má mi thi má vào mà chốt phát là hết hàng. Mi thi, ủa lộn rồi, Phương Nguyễn chưa có gì nè. Phương Nguyễn chưa có gì hả? Phương Nguyễn là G9 30kg. 30kg. Ừ, là hết rồi đấy. Mi thi hai cái nữa là ba cái. Ba cái với lại à. Ủa mới có ba cái hả? Nhớ nhầm. Mì. Vậy là con. Mi thi nhiêu ký? Mi thi là mẹ và bé. Nè, đẹp lắm này. Còn một cặp mẹ bé nó hút luôn dùng cái. Mi thi là bé 30, mẹ 55. Rồi dáng đẹp thế em. Chị ước thì chị quay về thời đó. Thời xưa sinh con em 48kg. Trời ơi. Em cứ may cái áo dài nào là mặc lên là đẹp cái đó. Nha. Mà bây giờ thì cặp. Rồi còn một cặp mẹ bé nữa. Hốt nhanh dùm em. Từ 22 cho đến 55kg là em chốt cho thoải mái. Chốt cho thoải mái thôi mà chỉ có bao nhiêu? Chị chưa bao giá à? 75 ngàn một áo. 75 ngàn một áo nha. Rồi có cái G nào mà bé em mặc vừa hả? G này là size. Chị tôi xin lỗi, G này là size đại rồi. Thôi áo này. Trời ơi, bán 75 luôn. Và biết sao, cái lô này các chị biết hàng là 200 mấy đấy. 200 mấy. Này, cưng xỉu luôn. Cưng không? 200 mấy đấy, nhưng mà em cái lô này là em đặt sale mới có giá này. Đây, cái này là G10. Thực nghiệp đấy. Thế Thảo Nhi chị đã cầm lên. G10 này các tình yêu, từ 22kg cho đến 55kg vừa luôn. 22kg cho đến 55kg vừa luôn. G10 nha. G10. Em sẵn đá luôn rồi, giờ tìm em đi ký thôi. Ê con quỷ này. Ê, sửa lại rồi. Mày có ghi mẫu không? Không nó tìm không ra nó giết dạ, mày. Áo nơ ngắn tay. Còn cái này là áo nơ dài tay. Này, áo dài tay. Thêm chữ dài tay. Ờ, áo nơ dài tay. Không có nó tìm không được, con Thủy nó khùng lên nó chửi mày cho. Chị không can nổi. Thủy tốt bữa làm đơn nhiều quá. Em sắp điên tới bác rồi. Nguyễn Hiệp G9 35kg. Đẹp lắm. Cho em một cái màu hồng 45kg hả? Linh Nguyễn, comment đúng cú pháp. Với lại thần cái số điện thoại là em có đơn nhá. Cái này hả? Cái G, G này là G10. G10 35kg. À, G9 35kg chứ không phải G10 nha. G10 đang ế đây các bà ơi. G10 nè. G10 đang lên. Đang lên hả? Đang lên, đang lên. Chưa ế hả? Đang thời con gái chưa đến giờ gặt hả? Rồi đã chuẩn bị đến giờ gặt luôn này nè. Vải cực kỳ đẹp. Không đẹp em thích không lấy tiền. Bộ vàng phía sau bao nhiêu? Ôi rồi. Thôi đại ca Đinh Quyên nó vào rồi là phải hốt luôn cái đại ca này. Không bỏ sót nó được. Đây. Đây. Đẹp chưa? Đẹp lắm luôn. Đó, cái này là G10 nha. Áo này là mẹ bé mặc được. 22kg cho đến 55kg có sai. Các chị có muốn mua giày, à quên, các chị có muốn mua giày về để đeo cặp mẹ con không? Em sẽ làm cho. Em sẽ đang đặt một lô giày mẹ và bé. Em đặt trực tiếp từ công ty luôn, theo cái mẫu thiết kế đỉnh mà em thích lên cho các tình yêu. Chịu không? Em làm một lô giày búp bê ha, cho hai mẹ con đi chơi Tết. Em chả có con gái, em làm cho nhà người ta. G10 ế. G10 ế. Chị đầm bí xanh mã mấy chị? Bây giờ mày hỏi chị cũng chả nhớ mày ạ. Để tôi lướt nhanh đầm một phát nè. Nào. Đầm thì bây giờ em phải nhớ mã nè. Mở lại cái đống D, đống đầm đi, đống D đi để báo cho chị có chính xác mã nè. Đây, các tình yêu nào mà mới vào thì lên tiếp một bộ sưu tập tri ân này của em. Đó. À, Linh Nguyễn của chị G9. Ok, chị cảm ơn Linh Nguyễn. G9 rồi, như vậy là hết ri. Hết ri của G9 rồi. G10 hả? Trả xuống bán xỉ tiếp. Mấy bà xỉ chửi chết. Hôm qua tranh giành với mấy bà xỉ đấy. Linh Nguyễn. Ừ. Linh Nguyễn. Linh Nguyễn này là em bảo ngoặc cùng chị là Linh Nguyễn mới nha. Linh rồi, hiểu rồi. Lâm Đồng. Thế là chắc là bạn ấy bốc Linh Nguyễn này là bữa có chốt đơn rồi em nhỉ? Linh Nguyễn có chốt đơn bên chị chưa? Là cái avatar em mới chưa hiện lên, chị chưa nhận ra. Nè, đây là bộ sưu tập đầm, thực tế là nó có nhiều mẫu lắm nhưng mà nãy giờ em bán hết nhiều quá rồi. Bây giờ em sẽ báo nhanh số lượng. Nào đê mấy bé ơi? Nào bỏ lại đống đê. Đầm bí màu xanh. Đầm bí xanh. Đống đê, đống đê, đống đê. Đầm bí đỏ, đầm xanh. B6. Đâu, đâu, đâu. Có phải B6 không? Ôi trời ơi.
Đúng rồi, là B cao xanh. B6 đúng rồi. À rồi, ok. Bí xanh là B6 nha. B6 từ 8 kg. Gì 10 à? 8 kg. Ok, đúng rồi, lấy qua đây đi để cho nó nhớ. Rồi, xong chưa? Cái này là đầm bí xanh của các tình yêu đó. Em nói là những cái mẫu bí này lên rất là đẹp. Toàn bộ đầm hôm nay em sale cho con là 89 nha. Giá sỉ bên ngoài chợ Ăn Đông là 125 ngàn. Và họ không bán được, họ hú tụi em. Cái đó là vào tay tụi em là chỉ có chết. Tụi em đạp giá là không trượt vắt nào. Đấy, quần sọc 45 kg có. Linh Nguyễn là chị chút xíu lên. Ôi, cái đó đẹp đấy. Ừ, rồi ok. Đây, cần em tiếp không chị hả? Phương Organic Nguyễn. Phương Organic em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay chưa có tuổi? Nói tên nhanh em ở nơi nào? Em mà gần ở đây thì lên tiếp tế chị biết cái đi. Em là ai? Phương Organic kia. Rồi, đầm nha. Đầm bí xanh còn 3 cái. 3 cái thôi à? Thôi chết mẹ. Thế thì biết chứ. À, hàng này dưới kho còn, chị chấp nhầm. Từ 8, sang 10 hay sai 8 em ơi? Sai 10. À, từ 10 kg cho đến 35 kg có sai. Nè, comment dùm em là D. D6. Ok, D6 bên Diệp ơi. D6 Diệp nha. Từ 8 kg đến 35 kg. Rồi, jean smile, tức là jean mặt cười. Jean thì có hai màu đậm và nhạt nè. Đậm và nhạt. À, Phương Organic là thằng giặc Phương ấy gì? Thằng quỷ Phương. Có, lên đây chơi. Ông ở nhà ông kêu cần em tiếp tế không chị ơi? Ta sắp xỉu tới nơi rồi đây này. Rồi, cái này comment dùm em là D, bốn này là D9 hả? D9 quả bí, đúng không? D9. Ok, D9 là từ 8 kg cho lên tới tận 35 kg có sai. 89 ngàn đó một em siêu phẩm. Cái này thì em nói thật là mặc lên là rất là sang xịn và phong cơ. À, đầm bí xanh cho em Nguyễn Huyền. Cảm ơn Nguyễn Huyền của chị nhé. Đầm bí xanh D6 nè, size 12 kg. Chị cảm ơn Nguyễn Huyền. À, Diệp ơi, Diệp lấy bao nhiêu ký báo cho chị với. Chị nhớ rồi. Phương Organic là ta nhìn phát là ta nhớ rồi. Còn like chưa nghỉ luôn hả? Mày ơi, chưa đủ đơn, chồng chưa cho vào phòng. Đuổi đi rồi mày ơi. Nguyễn Huyền là 12 kg nên phải đơn khi like khi nào đủ đơn ống mới mở cửa phòng cho vào mày ơi. Rồi cái này comment nhờ em D9 nha. D9 ok chưa? Rồi D6 18 kg cho Diệp Nguyễn. D6 hồi nãy đó bé nha. Lên bé trai nhỏ. Ủa bác mua cho con của ai vậy? Hay là bác có thằng cu tí nữa vậy? Hả? Rồi Diệp Nguyễn 18 kg cho D6. Okay. Lên cho em cái quần hip hop đi chị. Lên cho em cái quần hip hop đi chị. Hai hiểu ca theo yêu cầu. Giờ mấy bà ca đếp theo nổi mấy bà. Rồi D9 nè. D9 cho Phương Nguyễn 30 kg. D9 cho Phương Nguyễn 30 kg. Ok chưa? Nè, D10 là màu đậm. Họa tiết chị Mai. Đó, bé nở nụ cười với mẹ và yêu thương mẹ lắm luôn. Cảm ơn mẹ đã mua cho con một cái đầm siêu đẹp. Mẹ ơi, đầm này mẹ mua ở đâu thế? Mẹ mua ở cô Tiết đấy. Vậy mai mốt mua tiếp mẹ nha. Nhớ đấy. Rồi, cái này D10 nha. D10 là đầm đậm. Mà D9 là đầm nhạt. Em lựa đấy, lựa ngẫu nhiên mà cuối cùng nó thành đẹp thật. D10 nha, D10. Ok chưa? D10 cũng từ 8 kg cho. Rồi ok, không sao đâu chị lấy cho. Rồi, D10 nhá, từ 8 kg đến 35 kg có size, giá cũng chỉ có 89 ngàn. Ok chưa? D này là D. Ok, D1 đứng đầu bảng top bảng hip cái gì đây, bảng xếp hạng đây. Top 1 bảng xếp hạng đó là mẫu D1. Form này là từ 8 kg cho lên tới tận 45 kg có size. Chị em mặc được hết, mẹ nào mà gầy bon chen luôn. Ok chưa? Rồi, D1 89 ngàn. Tất cả đầm xeo 89 ngàn hết. Rồi, D1 đẹp quá trời ha. Sao mấy chị lại bỏ qua D1 thế? Mấy bà này chắc chán đầm rồi. Rồi, D1 lên cho em cái quần. D1 là siêu đẹp luôn. Tiếp tục nè. Mẫu này là mẫu D. D D3. À cháu bà ơi. Lê Cẩm nè. D9 23 kg. Lê Cẩm. Ê, má chạy hai trang là chết tôi á. D9 23 kg cho Lê Cẩm. Ok chưa? Rồi, tiếp tục màu xanh. Đẹp chưa? Thùy mị chưa? Thùy mị duyên dáng nết na chưa? Cưng xỉu luôn ha. Đầm banh kít. Hàng này là em nói là cái chất liệu của nó là vải nhập ngoại hết nên nó là đẹp.
Hàng bán kit là may chuẩn từng đường kim mũi chỉ hay là công ty nhá. Mẫu này xỉ là 125 và alo tụi em một phát, tụi em đạp giá một phát và đang sale chị em mình 89.000. Đấy. Ok bà Liên Dương, đợi tôi chút xíu bà Liên ơi. Nói chung là khách nào quen này em cho lên thành bà hết. Rồi. Ủa sao vẫn G9 nữa vậy hả? Mấy má khoái G9 vậy? G9 chị Luyến Nguyễn 27 kg còn không? Không, chị Linh Nguyễn mới hồi nãy nè. À thế hết rồi hả? Nhưng mà chưa có thấy là chị đã lấy đi xong bao nhiêu ký nè, Linh Nguyễn có ghi nè, Linh Nguyễn mới nè. Ủa Linh Nguyễn mới hả? Chị chưa báo ký hả? Chưa. Chị Linh Nguyễn chưa báo ký đó. 45 kg. Em có nó bên đó cho chị Luyến Nguyễn, còn này lấy 27 kg. Tại vì một thằng size lớn, một thằng size đại, một thằng size cổ, một thằng đại, một thằng cổ. Chị Luyến Nguyễn là G9 27 kg. G9 là áo nha chị nhá. Rồi còn cái này là D. D là đầm nè. Lên quần jean đùi nam đi. Ok em sẽ lên Luyến đây. Rồi em đang lướt nhanh đầm. Còn cái này là D mấy bé ơi? Màu đỏ D mấy? D5. Ok. D5 đi 10. Ok, D5 này là hàng mặc Tết này các tình yêu. Hàng mặc Tết là siêu đẹp luôn rồi. Cái này là em đang có cho con gái yêu của em từ 10 kg cho lên tới tận 45 kg có size. Tất cả là hàng của công ty Banh Kết. Nè các tình yêu ơi, em lướt nhanh nhé, tại vì đầm nãy giờ các chị chốt cũng nhiều lắm rồi. Mẫu này là mẫu đầm hoa hậu D mấy? Đó, đeo sạc Việt Nam Hova. D4. D mấy? D4 G8. D4 nè, tức là có từ 8 kg cho lên được tới 35 kg có size. Đẹp chưa? Sạc Việt Nam, Lê Tuyết, I'm from Việt Nam. Đấy kiểu vậy, kinh khủng chưa? Mặc vô chuẩn chất hoa hậu của mẹ đấy. Nay giọng em khả rồi chứ ngày xưa em hô là như hoa hậu. Đầm chị cầm bao nhiêu tiền? Chỉ có 89.000 thôi em. Em cứ lên, em cứ chốt cho con maximum đi. Đó, những cái này ra bên ngoài mua trên 200.000. Bởi vì giá xỉ là 125.000 tại chợ xỉ An Đông nha. Đây, bé 40 kg là mẫu 4 kg là mẫu này bao nhiêu ký? Mẫu này gì mới? À, mẫu này thì không lên được. Còn mẫu này nè, là bé em vừa này, đến tận 45 kg. Này. Ba mẫu này là lên tới tận 45 kg bé nhá. Mẫu này là comment giùm chị D1. D1. Mẫu này là D3. Đẹp lắm, cưng xỉu chưa? D3. Mẫu này là mẫu D4 hả bé hả? Đó, là những cái mẫu đó là từ 8 kg đến tận 45 kg có size. D11 còn 2 cái size nhỏ. À, D11 còn 2 cái nha, size từ 11 cho đến 15 kg vừa. D11, tất cả em theo chỉ có 89.000. Thôi đi ạ, à, này mày cho lên giùm chị với. Lắng nghe này. Đinh Quyên ơi, em thích cái bộ vàng quả dâu đúng không? D3 45 kg cho Ngọc Hồng Nguyễn. Chị Ngọc ơi, gì nhỉ? À rồi ok, D3 là chị Ngọc Hồng Nguyễn. Chị Ngọc ơi, thả cho em số điện thoại vào phát. Em xem đầm. Đấy, một loạt đầm chị tiếp vừa lên đó. Em ơn cái nào em chốt đi bé. Chị tiếp vừa lên xong đó bé. Nhớ lấy size lớn nhất. Ok, Ngọc Hồng Nguyễn là lấy size lớn nhất giùm chị cái. Lên đồ bé trai nhá. À, Nguyễn Hương của chị đấy chưa lấy được đồ bé trai hip hop hả? Đây cu ơi cu. Đồ bé trai hip hop đây. Em xin miếng nước cái đây nha. Em khát nước quá rồi. Để không uống nước mưa để vậy. Không cả ngày không tiếp nước vậy. Rồi cảm ơn Ngọc Hồng Nguyễn nhé. Rồi đây nha. Em lấy số lớn nhất cho chị. Một xíu em sẽ lấy trực tiếp luôn. Trực tiếp em lấy luôn cho chị nhé. Đây, cái mẫu này là B mấy bé ơi? Mẫu F jean này. F jean. F jean B4. Lịch sĩ, F jean này được gọi là F jean lịch sĩ. B4 nhá. B4 là giá 130, 140, 150. Có cho con yêu là từ 8 kg cho lên tới 75 kg có size. Từ 8 kg đến 75 kg có size. Các tình yêu nghe rõ không ạ? Đó, D4 em tức có màu đỏ. Comment giùm em D4 màu, số ký, số điện thoại đi kèm là mình có đơn. Bên em chốt bằng phần mềm tự động nên mình cứ yên tâm nhá. Rồi, D4 em thấy có màu xanh. Đó, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn ha. D4 em thấy có màu xanh, cũng từ 8 kg đến 75 kg. 130, 140, 150, nhí, đại, cổ, ok chưa? Nhí thì cứ từ 8 cho đến 23. Đại là 23 cho đến 45. Cổ là từ 45 cho đến 75. Đó,
màu xanh đẹp quá. Rồi D4 em có màu vàng, đẹp chưa? Quần là quần hip hop chuẩn túi hộp. Những cái này bé về bé mặc là thôi, đẹp ngất ngây. Hàng SG là hàng chuẩn xuất châu Âu các chị nhá. Hàng xuất châu Âu đấy các chị, nhìn vào là các chị mê rồi. Nhìn mê một, mặc lên là mê đến 1 tỷ. Thực sự là như vậy. Bởi vì hàng FG nó lên form đẹp lắm, nên con mặc vào là cưng xỉu. Hàng này mà các chị ra bên ngoài, ví dụ như mua cái hàng Quảng Châu hàng này, cái chén nha các chị là gần 300 ngàn một bộ. Nhưng mà chắc Quảng Châu không thể nào so với cái anh này được. Hàng này là hàng không chứa chất gây kích ứng da cho trẻ. Vải tất cả là họ làm theo một cái quy trình khép kín nhé. Hàng này là hàng độc quyền của FG, và đây cũng là thương hiệu độc quyền bên em, phân phối độc quyền hàng này ha. Rồi, cái này là em có D4, em có 3 màu, nhí, đại, cồ. Rồi tiếp tục, có quần jean cho bé 30kg có, chị thích lên liền đấy Huyền ơi. Huyền ơi, Huyền chưa mua set jean cho bé đúng không? Rồi, D4 em thích có màu cam. Đấy, Nguyễn Hương của chị chốt đi cu. Em lên mã hip hop này nè. Đây, D4 em thích có màu cam, size đại và cồ. Cái này thì cho con yêu là từ 25kg cho đến 75kg có size. Đấy, form rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng hip hop. Hip hop, đỉnh của hip hop đây. D4 tức có màu xám. Đấy, ai chờ lấy D4 trước nhanh D4 giùm em nha. Chưa, FG em nói rồi, 1 tháng ông mới ra được 1 lô. Thế em cứ đặt liên tục vậy đó. Rồi. Ai lấy D4 comment giùm em tuyết D4 nhá. Comment giùm em tuyết D4. Rồi, D4 màu cam cho chị Nguyễn Hương. D4 màu cam cho chị Nguyễn Hương 37kg. D4 bác ạ. À quên. B4 cơ quên. B. B4 quên. Bữa sau tránh B với D đi. Ngày xưa đi học mà cứ đọc BD là chết chắc luôn bởi vì nó bị nhầm. B4 màu cam với chị Nguyễn Hương 37kg, ok chưa? Ừ, cho chị hiểu rồi, chị nhầm á. Đầm bông D mấy hả? Ôi nãy giờ các bà comment quá trời mà em chả nhìn thấy. Trời ơi. Em xin lỗi nó bị ẩn comment, bây giờ em mới thấy nè. Bây giờ em mới thấy. Hèn gì biểu trước hàng đẹp vậy mà các bà không chốt. Đây bắt đầu chốt lại D4 mấy ơi. D4 là cái đầm màu nè. D4 là đầm màu bông hả? À đầm bông là D4 các bà ơi. D4 là đầm bông đúng không? Ok, D4 là đầm bông. D4 23kg trên Ninh à, Yến Ninh Trần. Đây D4 là cái đầm hoa hậu. Lê Tuyết, em form Việt Nam. Đấy đúng không, là D4. Đấy Yến Ninh Trần 23kg nè. D3. D3 là cái nào? D3 là cái này. Ok. D3 là đầm sọc xanh. D3 là đầm sọc xanh. D3 29kg cho chị Luyến Nguyễn. Ok. D4 cho em Hoài Thanh. D4 cho em Hoài Thanh. Luyến Nguyễn. À Luyến Nguyễn 29kg chứ cu. Luyến Nguyễn 29kg. Hoài Thanh 18kg. Hoài Thanh D4 không hả? Ừ. Hoài Thanh D4, Luyến Nguyễn D3 nha. Luyến Nguyễn D3. Hoài Thanh D4. Nhầm hả? Bởi vì nó ẩn comment nên giờ đọc loạn hết cả lên. Khoan là D4 trước đi, D4 Hoài Thanh. Nào, thế D4 Hoài Thanh 18kg. Đinh Quyên 17kg và 22kg. Quần kaki ép jean có Hương ơi. Ok chưa? Hoài Thanh là D4 18kg nè. Đinh Quyên là 17 với 22kg, ok chưa? D4 mày nói chị mẫu này hả? Rồi, ơi mẫu này ngưng nhận mẫu nha. Mẫu này hết hàng. D3 của ai? D3 Nguyễn Nguyễn D3. Nguyễn Nguyễn là D3. D3 là mẫu chị tôi đang cầm đúng không? Đúng rồi. Ừ. D3 là 29kg. Cái màu D4 là ngưng nhận đơn bởi vì hàng nó không còn một ri nào dưới kho đâu. Đầm bông đấy, đầm bông các bạn đang chốt là D4 đấy Hạnh Lê, chị tôi chỉ còn size 15kg đổ lại thôi nha. Ừ, Ninh Anh Trần chị tôi chốt cho con rồi ha. Ừ. D3 này em ơi, D3 cho Đinh Quyên 17-22. Form này 45kg thoải mái, chị Ngọc Hồng Nguyễn của em ạ. Đinh Quyên 17-22, đẹp lắm D3. Ngọc Hồng Nguyễn. Ok, Lý Đỗ đợi chị chút xíu. Ngọc Hồng Nguyễn D3 là 35-45kg. D3 xin 10 đúng không? Thế hả? Được chưa? D3 cho Đinh Quyên. Ừ. Ủa D3 chốt nhiều rồi hả? À anh chưa ít quá hả?
D3 cho Đinh Quyên em ghi chưa? Đinh Quyên rồi. 1722. Rồi. Ngọc Hồng Nguyễn 3545. Ok chưa? B4 8 ký màu đỏ. Ê màu đỏ là nhầm đấy, màu đỏ là nhầm, màu đỏ là B mấy á? Màu đỏ là B mấy bé ơi? Màu đỏ là D6 nữa. À màu đỏ là D5. Ai? Ngọc Hồng Nguyễn là D3 bé ghi chưa? D3 Ngọc Hồng Nguyễn chưa có. 3545. Okay. Rồi ok chưa? Rồi. Đậm đỏ là D5. D5 cho Liên Dương 8 ký. D5 cho Liên Dương 8 ký. Ok chưa? Ok. D5 12 ký cho Nguyễn Huyền. Ok chưa? Huyền. Chưa. Diễm lệ của chị. Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền là ơ chị vừa đọc xong đấy con này. Tai mày còn chậm hơn cả anh hả? 12 ký. Như vậy là đến D5 là cho Liên Dương 8 ký, cho Nguyễn Huyền 12 ký okay, ok chưa? Rồi ok. Hạnh Lê ơi, sai 30 ký thì chuyển tên hết rồi em ạ. Hàng nó hiếm lắm. Rồi sang mẫu B4 bé ơi. Mẫu B4 nha. Mẫu B4. Rồi B4 tiếp tục. Mẫu B4 cho Liên Dương màu cam, tức là bộ bé trai hip hop FG đó. Nó bị ẩn comment nên tới khi nó hơi bị loạn mẫu, các chị thông cảm giùm em nha. Liên Dương. À Liên Dương là màu cam B4, bé trai hip hop á, ok chưa? 35 ký. Tha pha mày phát bây giờ. Màu đỏ gì? Không đọc 35 ký mà đọc màu cam thôi, để em mới hỏi. Ồ vậy hả? Tao mệt quá. Đây, Thị Kim Trúc Võ. Võ Thị Kim Trúc đấy, nhưng mà Facebook nó lại đổi thành là Thị Kim Trúc Võ. Thẻ Facebook thì chả hiểu người Việt Nam mình tí gì nhỉ. Cho cập nhật lại văn hóa Việt Nam đi mới được. Ôi chết mẹ, nói xấu nó hết cho em like thì chết mẹ. Thị Kim Trúc Võ là mẫu hip hop á. Mẫu hip hop là B4, màu cam, màu xanh, 35 ký. Ok chưa? Ừ, chị Tuyết sẽ ngồi xuống còn chị Tuyết like zin. Ok, xong. Đừng đổi, lấy thêm đi cu. Đừng đổi, lấy thêm đi cu. Cô Hương, Nguyễn Hương. Nguyễn Hương B4 luôn. Đổi em nó sang màu vàng. Thế là em nó có màu gì? Nên em có chút màu cam à. Rồi gạch chữ cam ghi sang chữ vàng cho chị 37 ký. Rồi Diệp Nguyễn D5. Mở lại cái dòng D5 nào. Tại vì nó bị ẩn comment rồi nó đổ ra một loạt nên nó bị hơi bị rối mã. D5 là Diệp Nguyễn 40 ký. Có Đông Quân hốt đi bé. D5 hàng này mặc Tết là đỉnh của đỉnh cơ bé. Hốt đi. D5 D5 cho Diệp Nguyễn 40 ký. Cho Đông Quân 10 ký. Mày hỏi là chị đớp luôn. Bởi vì hàng nó chị Tết đang sale có 89.000. Xỉ ở ngoài An Đông 125. Alo, alo. Chị ơi, chị có cần nhập thêm đầm không? Rồi quay về đây đi em. Sale 89.000 cho các bạn xỉ. À bạn lẻ nha. Đông Quân Tuyết Kiều 10 ký. À, Đông Quân được rồi. Hạnh Lê ơi, size 30 ký của mẫu D4 cho chết hết rồi. D4 là mẫu hoa hậu đúng không? Đúng rồi. Ừ, là chị Tuyết không còn size 30 đâu bé. Không còn, em lấy mã này đi. Em lấy D3 hoặc D3 hoặc D5 thì có size 30. Cái đó size 30 chị Tuyết hết rồi. Là chị Tuyết cũng còn nè. Ờ B1. Ờ, tới hiểu rồi cậu Liên Dương. D5 có rồi. D1 có chưa? Ờ hiểu rồi bà Liên Dương, bà chốt sao em cũng mua được. Rồi ok Đông Quân của chị. D6 cũng đẹp nè, D6 đồng ý đẹp quá trời. Trời ơi D6 đồng ý đẹp quá trời quá đó. Nãy là bán hết 2 ri rồi, giờ còn ri nữa bán nốt đơn dùng cái đây. Nè. Em ơi Liên Võ Thị Ngọc. Mã B4, mở lại B4 giùm chị. À, B4 hả? Rồi B4. Liên Võ Thị Ngọc. B4. Hai bộ màu cam 47 ký, tức là bé sinh đôi đấy. Hai bộ cam ghi rõ vào, không có lại lấy cho bạn có một bộ. Hai bộ cam 47 ký, chị cảm ơn em. Chị ơi D6 không có size lớn, D6 này là đầm 30 ký quay đầu chị ạ.
Ừ, buồn ghê ha. Không có bé hạnh của chị ha. Vậy hả? Nè, cái này còn size 15kg đổ xuống. Ai có 15kg đổ xuống chốt dùm em. B6. D6, D6. Gương mồm em nó bị nhầm rồi. Cứ D, B, B, D miết thôi. Nhà thì toàn ra cả mà cứ cho mấy ông B, D suốt. Còn mẫu áo này chế. Đây, còn cái đầm jean này là đẹp nè. Ôi chế mệt lắm rồi. Mày like đi thì mày like chứ chế mệt lắm rồi. Chế nghỉ đây chứ chế chiến nhiều quá chế lại bẹp luôn, tối chế không chiến được. Rồi, bây giờ là đầm jean. Màu đầm jean tôi có hai màu và hai họa tiết khác nhau. Đấy, cái này là mặt cười xì mai ha. Trái tim yêu thương. Còn cái này là quả bí ha. Lúc nào cũng no đủ đầy. Trời ơi, các mẹ nhìn cái hoa của con người ta nè. Cưng xỉu chưa nè, nè nè nè. Xè đuôi cá. D9 nha. D9 có từ 8kg cho lên tới 35kg có size. Có một giá duy nhất thôi. D9 ok chưa? D9 nha. D9. Đẹp chưa? Đó, D9 chỉ có 89.000 trong khi đó ta bán 200 mấy đấy các tình yêu. Đẹp lắm luôn. Nè, tối mấy giờ vậy chị hả? Gì nhở? Tối 7 giờ nhá. Tối 7 giờ nhá Phan Lương nhá. Rồi, D9 nè, màu đậm. À quên, đây là D10 hả bé hả? Đó. D10. Ô, chị chẳng biết đâu, đọc kỹ vào. Cái Lê Cẩm nó thấy anh ghi 24 ký rồi nè. Ờ, giống hệt nhau à? Giống hệt nhau. Ừ. Rồi. Sao đại bé gái? Trúc ơi, bé mình bao nhiêu ký? À, em có hai cái siêu phẩm đầm cù. Rồi em quên. Đầm cù còn được đúng 2 mẫu là hết hàng đầm cù luôn rồi. Ký con cũng chả còn đầm cù luôn. Tối đi, tối với cả ngày mai nữa. Chứ em mệt lắm. Em mệt lắm thật các chị ơi. Tại em mê chiến diện quá nên bây giờ em mệt lắm rồi. Giỡn thôi, em buồn ngủ díu mắt đấy mà. Chưa hôm qua lai xỉ không ngủ. Tối hôm qua lọ mọ đi chơi tới 12 giờ mới ngủ. Giờ này nó đòi ngủ bù. Cái cơ thể của em nó đòi ngủ bù. Nè các chị ơi, đầm cánh tiên nhẹ nhé. Không phải đầm dây mà là đầm cánh tiên nha. Nút đó là nút bọc. Bọc cái nút này không, một bọc hết cả 5.000 bạc rồi. Đúng chưa? Vải của nó là vải đũng tơ. May là may hai lớp xịn sò. Bé mặc là siêu đỉnh. Nè nói thật chứ cái đầm này lộn ra mặc hai like cũng được. Đấy, chứ đừng nói là mặc một nước nhờ. Đấy rất là đẹp luôn. Form này là D này là D bao nhiêu? D12. Mẫu này là mẫu D12 nha các tình yêu. Có zin không chị? Zin nhiều lắm Trúc Võ ơi. Nhưng mà giờ chị Tuyết mệt quá, chị Tuyết không lên được. Em có con bé nhân viên xinh xắn nhưng mà bé nó like các chị ủng hộ nhá. Bé nó lên nó like. Bây giờ em đau lưng rồi. D12 này các tình yêu có đúng 5 cái thôi. Không có nhiều đâu. Em nhận đơn cho con yêu của em là từ 25kg cho đến 50kg có size. Các chị nghe rõ không ạ? Đây, cái này em ghi là đầm su kem. Hàng này là hàng cao cấp của su kem. Hàng su kem này bán em ghi là đầm gì? Đầm gì? Đầm hồng nút. À, đầm hồng nút cũng được chị ơi. Bộ bé gái phía sau không lên à? À lên luôn, Tinh Quyên. Nè, các chị nào mà có con gái cổ hốt nhanh cái đầm này giùm em. Em share cho các con yêu của em cái này. Giá 99.000 thôi. Nó là hàng cổ mà sale giá đó. 99.000 hàng su kem cao cấp. Các bạn chỉ có biết là cycle su kem nó bán xỉ là cỡ chừng khoảng 130 mấy ngàn rồi. Không tin cứ lên Google search á. Google Facebook cũng được, thằng này là hàng công ty nên nó chạy quảng cáo cũng khá là mạnh. Đầm su kem các chị cho thấy nó bán giá như thế nào. Đấy mà ở đây mình chỉ có 99.000, size từ 25kg cho đến 50kg có size. Đuôi của nó xòe đuôi cá nhẹ nhẹ rất là cưng luôn. Đuôi của nó là đuôi tơ ngoại. Đẹp vô cùng. D12 nha. Ừ, lai lẻ Ken ơi. Đây lẻ. Nè, D12 cho Ngọc Hồng Nguyễn giùm chị nè. 35kg và 45kg. Cái này là chị đảm bảo là mắc vừa luôn á bé. Tại vì size này size cổ đó Ngọc Hồng Nguyễn. Ai chưa lấy đầm này comment giùm em D12. Đấy, ừ. Một cặp 35 và 45. Đẹp lắm. Ai chưa lấy thì lấy đi ạ. À, bởi vì cái size này là đúng một ri duy nhất ở dưới nhà. Không còn ri thứ hai đâu. Ok chưa? D12 nha. Form này là form cổ.
mặc lên mới đẹp, với những cái đầm lớn thì phải mặc lên mới đẹp. Thì để cô Tuyết thử bon chen coi cô Tuyết mặc được không. Có con thử ở nhà là cho nó mặc mẫu là đẹp rồi. D12 cho mẹ Ngọc Huyền. Ngọc Huyền ơi, thả dùng cho Tuyết số điện thoại. Ngọc Huyền thả dùng cho Tuyết số điện thoại nhá. 27 và 37 ký. Ngọc Huyền là 27 và 37 ký. Ơi ơi, em chốt 50 ký là em. Má ơi, cái này có con bé kia nó ở nhà là nó mặc mẫu là siêu đẹp rồi. Ủa cái này mẹ nào mà 50 ký mặc đẹp lắm này. Mặc cặp mẹ bé cực đẹp luôn. Tết là ba mẹ con mình có cái đầm đẹp. Cái dây cột phía sau rất là dài thoải mái luôn nha. Đầm này đầm cô mà. Ờ ơi em ước gì mình mặc vừa bé ơi. Chị Tuyết chưa có đề gì để mặc Tết hết. Sống trong nhung lụa nhưng mà Tết này ở trần. Ngày hôm qua em đi chơi nó em. Mẹ em xem lại cái tủ đồ của em chả còn gì mà. Mãi em mới tìm được một cái quần gọi là quần hip hop bé trai em mặc luôn. Thế xong, đó là cửa thứ nhất. Cửa thứ hai bước xuống dưới cửa. Chồng em bảo xong chưa đi thôi. Em bảo đi bằng niềm tin à. Dép chả có. Được chiếc nọ chiếc kia. Một chiếc của con trai, một chiếc của đàn ông, một chiếc của đàn bà. Em chả biết đi làm sao hết. Hồi em sọc đại nó dép tông là đi chơi nói em. Đời đúng khổ. Bà chị mặc mẫu đi. Chị nói thật cái này mà chị mặc vừa là chị hốt luôn. Ê mày không lấy cái này cho bé Tuyền à. Chị lên luôn á. Cái này mà em mặc vừa là em mặc luôn. Mẹ ơi. Nhưng mà chắc kéo không nổi. Nó mắc ở đâu đó. Ủa. Ủa sao không mắc gì hết vậy bé. Ôi. Nè. Chết mẹ. Chết mẹ. Nhưng mà cái này không vừa. Tao mà vừa tao hốt thật luôn đấy chứ. Đó. Cưng chưa. Thấy em tiết cưng chưa. Cái này là chưa kéo dây, chưa kéo nút nha. Nghịch thử thôi cho em biết cái này không thể vừa. Em chốt cho các con yêu của em 50 ký. Em 62 ký mà. Đó. Ok chưa? Đấy mặc để cho các chị xem dáng là chính thôi. Dáng của cái đầm nhưng phải dáng của em nha. Đẹp lắm. Rồi. Còn ai lấy D12 comment D12 là hết hàng đấy. Còn hết hàng. Hết tiền rồi hả? Hết tiền rồi mà cứ lúc nào cũng cứ thức với chị Tuyết lọ mọ thế thì chết. Rồi, D13 này. Hồi đấy là màu hồng ha. Đây rồi, cảm ơn Quyên Nguyễn. Xét né trai có bán không chị? Ôi dồi ôi, xét bé trai nhiều lắm Thảo Trần ơi. Ừ. Ừ, thì cảm ơn Ngọc Hồng Nguyễn. Cảm ơn Huyền Ngọc, cảm ơn Quyên Nguyễn, cảm ơn tất cả các tình yêu của em. Rồi, D12, 30 ký cho chị Quyên Nguyễn. Cẩn thận nha, khách trùng trùng tên nhau khá là nhiều đấy. Đây, tiếp tục. Em này thì thùy mị, nết na, zin đùi bé gái luôn đấy chị ơi. Chả biết tao có chơi nổi không, lưng chị tao cứng luôn rồi bé Ninh Trần ơi. Cái này là bông hoa cúc. À quên, bông hoa hồng bằng vải. Này, làm cái này nó lâu ơi là lâu, hôm nay đầm đẹp quá chịu không nổi. Hả thầy nặng xuất tiền mua cho bây giờ. Đấy, may đàng hoàng chứ không phải là đính 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 mấy cái keo nến đâu các tình yêu. Rất là đẹp, 99 ngàn. Ừ, Psycho mới bán có 99 ngàn một đồng. Hàng là các chị ra bên ngoài mua là hơn 200 ngàn. Hàng của công ty Suken, Suken Kit nhé, các tình yêu nhé. Đầm xanh là D13, comment giùm em D13. Số ký và số điện thoại đi kèm. Từ size này size cổ, từ 25 ký cho đến 50 ký là vừa. Cái này em chốt 55 ký cũng vẫn được. 5 cái hay 6 cái? Rồi ok đủ rồi đấy. Đấy, vừa đủ gì rồi đấy. Chốt 5 bạn đúng không? À, 52 cái rồi đó. Ừ. Hết rồi. Đây D13 mà, chị ngưng luôn á, chị đâu dám nhận được không? D13, màu xanh rất là đẹp. Cái điện thoại của em thì có một điều là nó bắt xanh luôn luôn xấu. Nó không có trung thực và sống động gì hết. Hàng có như Kiều Nguyệt Nga mà nó lên một phát hàng như hàng bà Tuyết. Rồi, D13 cho Ngọc Hồng Nguyễn của chị. Một cặp bé 35 và 45. Đó, ai chưa lấy D13 thì hốt D13 giùm em cái. Hàng cycle mã này là mã kết mã. Bởi vì cycle bây giờ nó chào em giá đắt quá em làm không được. Giá nhí là 125, 135. Cổ nó nhảy lên 155 thì về em biết bán cho các chị bằng giá như thế nào. Ở đây em đang sale cho các chị 99 ngàn. Lô này là lô em ôm. Em ôm đạp sale. D13 30 ký cho chị Ngọc Bích dồn đơn. À Bích Ngọc. Rồi D13 30 ký cho chị Phương Nguyễn. Bích Ngọc 30 ký. Từ 25 cho đến 55 ký là em nói là thoải mái cho bé mặc luôn đấy.
Phương Nguyễn là 30 kg. Nè, D13 ai chưa lấy hốt đi dùm em. Nó là mã cuối cùng hàng cồ trong kho của em rồi. Không còn một cái cồ nào hết nữa. Khổ lắm. Rồi ok. Ai chưa lấy D13 cho bé 25 đến 55 kg hốt luôn dùm em cái đi ạ. D13 nha. D13 32 kg cho chị Nguyễn Hương cấp mẫu. Chị làm tim em tan nát. Em chưa chốt được ai bộ nào cho hai đứa con em mà chị đợi nghỉ. Ôi cái con Thảo Nhi này. Nè, mày comment lại dùm chị mình muốn mua gì. Đáng nhất là chị nghỉ rồi đấy. Bởi vì thực tế là chị Tuyết đau lưng lắm rồi cua ơi. Nhưng mà nghe em nói thì chị Tuyết sẽ chốt cho con em là bao nhiêu ký. Comment nhanh, comment nhanh, comment nhanh là comment nhanh. Không có mất công ấy. Chị làm tin em tan nát. Chị bắt cửa với con giặc này quá. Nào, comment. Hôm đấy là bé trai 22, bé gái bao nhiêu? 18 à? Quần. Im im. Ngọc Đặng ơi, tối chơi tiếp đi. Chứ con Thảo Nhi biết sao, nó chưa lấy được cái gì hết. Đầm đầy tủ mà thấy đầm nhà chị Tuyết mà vẫn thèm. Con em 22, đây, nào bây giờ lên con gái trước hà. Bây giờ cái áo này cô Tuyết vừa bán vừa tặng cho các mẹ có con gái. Mày trả chị cái ghế, tới lúc tao ngồi rồi, tao hết đứng rồi. Rồi đây nha. Cái này D14 nè, D14. Cái này là cực kỳ đẹp luôn. Xinh chưa, hàng của thiết kế Billit Kit. Billit Kit là cái công ty chuyên thiết kế hàng bé gái đỉnh cao tại Sài Gòn mình. À, hàng Sài Gòn của mình thì là hàng đỉnh của cả nước luôn. Đấy. Hàng Billit Kit, một cái áo này bán ra bên ngoài ta bán cho các tình yêu là 165 ngàn. Nhưng mà bây giờ em Tuyết vừa bán và tặng cho các con yêu của em thôi. Em bán cho các con yêu của em là 59 ngàn nha. Lấy cho con em hai bộ vàng phía sau. Ừ. Cherry đó đúng không? Rồi D4 nếu còn size 30 chị chốt cho em nha. Ừ ok, lên của chị. Thế nào? Đây chị lấy lên đây là chị sẽ like luôn cho bé. Cái này là bao nhiêu ký bé nhỉ? À cái này chị vừa nói là D. Cái này là G11. À G11 hả? Ok G11 nha. Ừ. Nhưng mà chị nghĩ là không còn em ạ. Ừ rồi ok Đinh Quyên, đợi chút chú ý để đó chị lên like cho con yêu là liền. G11 nè. Bấm giùm em chứ G11 hả? G11 nha. G11. Đẹp lắm luôn, em xem cho con chỉ có 59 ngàn. Hàng là hàng của Billit cao cấp. Hàng là nó đi xỉ, hiện tại bây giờ nó đang đi xỉ là 75 ngàn một áo. Đúng ngoài chợ xỉ nó đi 75 ngàn một áo. Nên các chị nhận về là trăm mấy là chuyện bình thường. Hàng này nó siêu đẹp, các mẹ có con gái thì hốt nhanh luôn đi ạ. Tay phối ren nhỏ nè, xinh lắm mà ren này là ren ngoại. Ren này thử nó mặc nó êm, nó xịn sò lắm luôn đấy nha. Ok, chị Tuyết lên luôn đấy Châu Khang. Nhưng mà chị Tuyết cái quá rồi. Rồi bây giờ tôi đắp đít tôi ngồi rồi là mấy bà biết à. Để phục vụ các con yêu của cô Tuyết. Nhưng mà yên tâm tối cô Tuyết lên nữa mà. Nha. Rồi, áo lẻ. Áo lẻ bé gái có luôn đấy cơ Trúc ơi. Nào cái này là cái gì G bao nhiêu bé? G11 áo lẻ. À G11 59 ngàn một áo này. Sale đấy, cái này vừa bán vừa tặng. Vừa bán vừa chặt và tặng nhá. Ai có con gái từ 8 à chưa nói sao nên các chị chưa chốt được. Từ 8 kg đến 25 kg chốt đơn. 8 kg đến 25 kg chốt đơn đây. Comment cú pháp G11. Số ký số điện thoại đi kèm. Từ 8 kg đến 25 kg thì bon chen. Lớn hơn thì không vừa. G11 23 kg cho Ánh Tuyến Bá thì em nói là mẹ nào vừa là hốt đi, cái này nó đẹp lắm. Ôi ơi. Ừ 23 kg là cái này cho Ánh Tuyến luôn này, chị biết ngồi, chị biết ghi tên luôn này. Đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Ánh Tuyến Bá Thị. Rồi, cái này là của Ánh Tuyến. Cái này nó có ít quá, em cứ xin phép lấy hàng luôn nha. Ánh Tuyến Bá Thị này. Mẹ cứ ghi đi, còn chị lấy là việc của chị. Chỉ có 59 ngàn thôi. Cho em Đinh Quyên của chị nè. Có, xíu nữa không, xíu nữa chị cứ lấy luôn. Ờ nè, chất dâu của chị cho em Đinh Quyên nè. Đinh Quyên nhanh đi chứ hết hàng. Em nói là hết hàng, chả còn hàng đâu. Ừ, Đinh Quyên. Đinh Quyên của chị là 11 ký với lại 10 à quên nhầm 17 ký. Nhưng mà không sao thì tiếp nhận luôn đây rồi. 17 ký với 22 ký. Ok, bình tĩnh các bà, cứ bình tĩnh, cứ nói là các bà cầm em chậm mà các bà hết hàng đừng kêu. Hàng này là hàng này nó đang xi xỉ 75 ngàn ấy mà em vừa bán vừa yêu thương tặng cho con 59 ngàn. Mã số là bao nhiêu em? G11 bao nhiêu tiền? Nói to lên. Ok, úi trời ơi, 59 ngàn. Con này chắc chẳng chỉ chồng được rồi. Rồi, cái này là của Đinh Quyên.
Linh Quyên là 59.000 nhân 2. Cái này ít quá nên tôi phải lấy luôn, các chị chờ em chút xíu nha. G11 cho em pin bo của chị nè. Pin bo. Đây của pin bo đây. 13 kg pin bo. Ok. 59.000. Ok. 16 kg cho Thảo Nhi thân yêu. Thảo Nhi, thả cho tôi số điện thoại. Pin bo, thả dùng cho tôi số điện thoại. Anh Tuấn có đơn rồi, không cần thả. 16 kg mày chậm chậm phát hết từ lúc nó giận chị chết. Rồi. Cái này là của Thảo Nhi. Thảo Nhi 16 kg. Thảo Nhi là 16 kg, 59.000. Like bộ cherry đi chị. Ok, lên luôn. Ok, chị đã thấy số điện thoại của Thảo Nhi rồi. Mày nghĩ chị chiến thì được thế à? G11 14 kg cho Nguyễn Hường. Các mẹ ơi, các mẹ cố gắng chốt được 3 4 cái gì nha. Để biết sao không? Mình kịp đi đơn á, không có mất công, nó không có đủ hàng để đi đơn. Cái này của Nguyễn Hường. Rồi, còn ai lấy G11 comment G11 có 59.000, em Tuyết vừa bán vừa tặng cho các con yêu của em á. Nhân buổi chiều xế chiều. 4 kg. Vậy để tối em lên. Ừ đúng rồi chị Quyên ơi. Tối nhá, tại vì em đau lưng lắm rồi á nên em phải đi cành một phát. Cái nét nó hừ lắm chị ạ. Không. Rồi, đây còn hai cái nữa, chị đang chốt trực tiếp mà nói gì. Tin này G8 mà. Rồi G11 ai hốt nữa không ạ? Lại là ế rồi. Thế mới ghét chị lại. Rồi like bộ cherry luôn đây. Này. Mã cuối cùng là mã yêu thương cho con gái của cô Tuyết nè. Thầy ơi, các mẹ ơi, nhìn nó may lượn sóng nè. In thôi là đã chết ngất rồi mà đây không in. Đây đi theo cơ. Theo là hàng đỉnh của đỉnh. Ôi cái đầm đẹp quá, treo lên nhanh cho mấy bà nổ sai cái coi. Rồi, tiếp tục này. Comment giùm em, cái này là G bao nhiêu? G12 nha các chế ơi. Thôi cái này là bộ cherry này là lấy like rồi bé ơi. Cái tay nè, cái tay may sóng nước nè, đẹp chưa? Em nói là hàng thiết kế là hàng đỉnh của đỉnh. Cái mặt bị cắt này bởi vì cái lô này là lô đang bán ở bên ngoài thị trường, hàng thiết kế cao cấp. Gọi Tuyết ơi, hàng ten cao cấp cắt mặt. Đấy, Tuyết ơi, sale. Úi giời, chết với em luôn. Đây, tối phải lên xếp hai gái cho chị, Châu Khang chờ chị. Em cũng lấy MSZ Cherry này cho bé chưa? Nè, này giá size bao nhiêu? Cần nhớ đi, mã bao nhiêu? Bộ chân thì chị số cho hỏi mày mã bao nhiêu nhanh là chị mới bán cho mấy bà chốt. Nói chung không quan tâm mã, chỉ quan tâm là từ 8 kg đến 25 kg vừa, giá chỉ có 89.000 là em Tuyết đang sale. Chứ cái hàng này giá sỉ của nó là chị 100 mấy rồi. G5 em Tuyết có màu vàng. À set rồi hiểu rồi. Set jean à? Set jean hay sao bé? G5 em Tuyết có màu vàng. Trời ơi, G5 có màu sữa. Ngọt ngào như tình yêu của mẹ. Quần may gợn sóng nè. Tập trung vào cái này đi bởi vì nó đẹp quá. Cái này theo nha. Quả cherry của mẹ. Dâu nha. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đó, tay sóng nước. Cực kỳ đẹp luôn. Mà chỉ có 89.000 là em vừa bán vừa yêu thương các con gái của em đấy. Màu sữa. Và màu cuối cùng là màu dâu. Đấy, màu dâu. Nhà mình nhớ màu không ạ? À? Mã của nó là G5. Ok chưa? G5 nha các tình yêu của em nha. G5. Rồi, bắt đầu em Tuyết nhận đơn cho mẫu G5. G5 có màu dâu nè. 79.000. À, 89.000 một bộ. Tới lúc mệt đấy mà, nói sản đấy mà. Rồi, G5. Từ 8 kg cho đến 25 kg có size nha. G5 màu sữa, G5 màu dâu, G5 màu vàng. Đấy, chỉ có bao nhiêu tiền thôi. Cực kỳ đẹp luôn, bởi vì em dơ thì các chị không thấy được hết vẻ đẹp. Móc còn móc méo nữa chứ. Mặc về là đỉnh của đỉnh luôn. Đó là mã G5. Các bạn comment G5 số kêu số điện thoại đi kèm. Năn nỉ comment G5 số kêu số điện thoại đi kèm. Rồi, buộc mặt rồi về. À vậy hả chị Ngọc ơi? Có chặt nhiều không chị? Đấy, nên anh thử là cái lô mặt cười là em giật ghê luôn. Người ta lấy cho em cái form nó hơi bị chặt. Tức là lúc mà họ ráp hàng vào ấy, họ không có để ý. Bên đó họ chạy dòng của bên An Đông, họ rút form nữa. Thế họ không, bên em thì em cứ chơi hàng gọi là hàng big size, em không thích hàng rút form.
tắt tí em cũng chịu, nhưng mà em cứng tập giá. Thế nên thành thử là người ta lại lấy ráp làm sao đấy cho cái hàng nó rút form. Nên là cái áo thì vừa, những cái quần thì nó hơi chật. Và vậy đáng nghĩa là đúng form là em sẽ chốt cho tận 50kg. Nên em vẫn nhận các bạn đến 50kg. Xong cuối cùng em mở ra em nói thôi chết, cái quần này chỉ chốt cho con khoảng 37-38kg là hết đát. Nên những mẹ nào em nhận lên là em phải hủy đơn hết. Rồi một loạt các bạn là không có cái mẫu đấy là vậy đấy nhá. Có chặt nhiều không chị? Rồi G5 màu vàng cho Nguyễn Hường em ơi. Nguyễn Hường ok chưa? Đó là G5 nha. Rồi các chị mẹ có gái ơi, chị nào mà có gái, mẹ nào mà có gái hốt G5 đi với em, nó đẹp quá. À mẫu đó hả? G5 màu dâu 13kg cho Binbo. Hello Binbo của chị. 14kg cha. Rồi màu dâu 13kg cho Binbo ok chưa? Xong chưa? Ngọc Khanh Lê vàng 20kg. Ok chưa? Chốt nhanh đi cho nó ít lắm, không có nhiều đâu, hàng TN cao cấp. Hàng này là xỉ là đang trăm mấy đấy các chị, mà các chị đang được mua giá 89.000. Ngọc Khanh Lê vàng luôn 20kg. Binbo là dâu đấy nha. Rồi, chị Phương Nguyễn là dâu 18 và 13. Màu dâu 18 và 13 cho mẫu G5. Đinh Quyên của chị lấy màu gì đấy Linh Quyên ơi? Đinh Quyên ơi, Đinh Quyên lấy màu gì? Màu vàng hả? Đinh Quyên màu vàng, hai bé nhà Đinh Quyên bao nhiêu nhỉ? 18, 13kg. À đây Đinh Quyên đây rồi, hên quá. Bữa em cũng lấy bộ mặt. Ừ đấy, chị nói là bực lắm luôn đó em. Bị cái lô đó chị bực lắm luôn á. Chị là không có thích cái hàng rút form. Rút form nó rẻ đi được một chút so với lại cái hàng form rộng. Nhưng mà hả, lúc chốt đơn bực lắm mà các bạn xỉ, các bạn tội nghiệp. 30kg. Rồi, em G5 màu vàng cho Ánh Tuyến Bá Thị. Hả? Phương Nguyễn chưa có màu. Phương Nguyễn 30kg chưa có màu à? À, thì bà lấy combo, chưa có màu là lấy cho bà 3 bộ luôn. Ánh Tuyến, cứ để lại xíu để chị chốt tập. Ánh Tuyến là màu vàng 23kg. Ok, Châu Khang của chị đợi cho chút xíu chị sell luôn nè. Đó chị sell luôn cho con. Đinh Quyên, Đinh Quyên là màu vàng, chị tưởng đâu Đinh Quyên chốt combo chị mừng quá. Chị đi ngủ luôn đi. Đinh Quyên là màu vàng. Ủa sao mấy bà cứ màu vàng là hết màu rồi nha. Tôi nói trước là hàng tôi bán combo là tôi bán rất sell trèo xèo rồi. Mà mấy bà cứ chốt màu. Ê, nói nghe này, nếu mà không có màu vàng lấy màu dâu hoặc lấy màu sữa có được không? Ghi dùm em với, ai nói là được thì comment chữ được để em chú thích bên cạnh. Không có giống như bữa trước em bán combo cái kìa, có màu vàng, màu xanh, màu trắng. Phương Nguyễn lấy hồng với sữa không đi? Ờ, chị Phương Nguyễn lấy hồng và sữa thì đừng có lao vào vàng nữa là không còn sai đâu. Ờ, mấy bà cứ lao vào vàng miết không ạ? Bà Đinh Quyên 17-22kg màu vàng. Ta cắt màu vàng, ta không bán màu vàng nữa. Đinh Quyên là 17-22, hai màu. Chưa kiếm được tiền cho con trai của mẹ nên là mẹ phải like tiếp. Đẹp chưa? Đó, màu sữa với màu dâu nó ngọt. Thế này mấy bà cứ lao vào. Màu vàng có chết tôi không chứ? Rồi tiếp tục. Ừ, tối lai lẻ đấy, giờ tôi cũng lai lẻ này. Có váy bé gái 40kg, ôi em vừa bán hết xong chị yêu. Rồi Nguyễn Phượng. Nguyễn Phượng, ủa thôi chết rồi, một bạn là Nguyễn Phượng. Một bạn bên đây là Nguyễn Phương, một bạn bên đây là Phương Nguyễn. Còn bạn bên đây là Nguyễn Phượng em ạ. À, màu sữa 14kg. Chị chào Thiều Hoa. Phương Nguyễn thì chưa có màu nha, giờ là tới Nguyễn Phượng. Nguyễn Phượng là màu sữa 14kg. Váy trắng mới đem ra chị hả? À xíu chị đợi cho chút xíu Nguyễn Hương ơi, để chị xem coi. Rồi, Thiều Hoa thân yêu của chị. Thiều Hoa là 18kg combo. Thích chiều hoa nhất luôn. 14kg màu sữa. Ờ, Nguyễn Phượng là 14kg màu sữa. Thiều Hoa là 18kg 3 bộ. Thiều Hoa chị của Thiều Hảo đúng không? Thiều Hoa là chị của Thiều Hảo đúng không? Hay Thiều Hảo là chị của Thiều Hoa? Ê, hôm qua em đi về nhà mẹ em, tự nhiên bà vô, ủa, con Tuyết là chị của con Tâm hả? Ôi bà ơi, vậy là bà lẩn thẩn lắm rồi. Con Tuyết là chị của con Tâm mà, trong khi đó con Tâm nó là nó đẻ trước con Tuyết. Mà giờ này lại hỏi là con, ê thế con Tuyết là chị của con Tâm hả? Đấy, mẹ em đấy. Lẩn thế, giờ đẻ con, đẻ nhiều quá. Đếp nhớ đứa nào là đẻ trước, đất nhớ đứa nào là đẻ sau. Rồi, Thiều Hoa ba bộ ba màu chưa? 18kg. Rồi, chị Nga Nguyễn nè. Chị Nga Nguyễn, ê,
Mẫu này không lên được với 45 đâu đại ca ơi. Gớm, em tưởng đâu gặp được khách sộp, em mừng quá em bấm tạo đơn luôn. Chị, mẫu này 25kg quay đầu, từ 8kg đến 25kg quay đầu, em tưởng đâu em được combo, em mừng quá chị Nga. Hết mất tiêu chị ạ. Thế là nãy xay cổ, được xay cổ ngon thì ngon nhờ. Tối lai tiếp, tối lai lẻ tiếp, đúng rồi. Đáng nhớ giờ này em còn sức để em lai tiếp, nhưng mà em mệt quá em đi ngủ đây. Em phải... Khoan, để lên cái đầm cái này cái này. Nào lên đầm nào. Lên đầm này, em lên đầm này. 30kg không vừa chị Đích Bích Ngọc ơi. À cái đầm trắng vừa mang ra khiếp cái bà. Đầm này cái bà đầm gọi là cái bà Nguyễn Hương. Tôi nói là mắt của bà là mắt cú phò. Đầm này là cứ ok là em thích à, chuẩn chuẩn. Combo ê Đinh Quyên nó sang combo mày ơi. Đinh Quyên là nó lấy combo. I love you phạc phạc. À, không cái này giá chị là gì, chị báo giá chót cho mấy bà ấy rồi đấy. Châu Khanh của chị ạ. Đinh Quyên là lấy combo luôn. 17 đến 22 kg. Ờ, mỗi đứa 3 bộ. Để đây giờ sao để combo vô chứ. Mày chú thích lên cái phía trên của cái mẫu GE này này. Là Đinh Quyên G5 combo 3 bộ. Combo 3 bộ bé. Ở đây này bà comment màu dâu màu vàng đủ đây này. Và lấy combo. Ừ, chị cảm ơn Quyên của chị, chị cảm ơn Quyên. 30 kg không vừa chị Ngọc ạ. À. Cho em xem G11 đi hả? 17 đến 22 kg rồi, combo rồi ra 6 bộ nha. Ừ. Lấy luôn 6 bộ. Không, con bé này nó lấy combo không mà. Đợt này em mới chơi trò bắn lựa màu nhờ các bà nhờ. Đợt trước em chả có thời gian, em đếch chơi lựa màu, em chơi combo. Các bà chơi combo ầm ầm. Mà về mặt đẹp quá trời đẹp. Cưng quá trời cưng, không lấy combo lại thấy tiếc hồi hộp nhờ. EG11 là mẫu nào ấy? 16 nha. EG11 là mẫu nào bé? À, Tiểu Hoa coi làm chị chả nhớ. G11 là áo mới đây nè. Áo đây. À, áo đây hả? Đâu đây, đây, đây. Chị cần đang đẩy trên bàn. Ôi trời, hàng này đang ế. Mừng quá. G11 bé ơi. Bé em bao nhiêu ký để xem con có vừa hay không ấy chứ. À rồi, vừa được một cái. Còn một cái mua tặng cho con nhà Thiều Hảo. Này bé này, bé em còn một cái hốt luôn nha. Đây này, đẹp lắm. Chị có bộ nào 45kg không hả chị? Chị Nga ơi, cho em tuyết ngủ, ngủ nửa tiếng em lên hàng bộ mẹ bé cho. Ngày nay em chưa lên mẫu nào bộ mẹ bé cho các chị xem luôn. Đấy. Mà bây giờ em tuyết phải đi ngủ nửa tiếng xem tuyết dậy liền. Hứa danh dự. Hứa danh dự làm phát tới 7 giờ. Này em nè, G11 hốt luôn đi bé. Còn cái này size 8 và 10 kg này mẹ nào vừa hốt luôn giùm em với. Cái này chị lấy cho Thiều Hoa nha. Ủa không lấy đâu hả? Đẹp vậy mà sao không lấy đâu? Hi hi à, ủa đẹp lắm. Ý là lấy cái này cho con em đi. Lấy cái này cho con em đi. Rồi, còn cái này đang năn nỉ mẹ khác lấy nè. 8-10kg cái này là vừa đẹp luôn. 8-10kg là vừa đẹp, mẹ nào vừa lấy hốt luôn đi. Em đang sale có 55kg hàng là hàng của Billit cao cấp nha. Hàng của Billit ký là thương hiệu siêu đỉnh của Sài Gòn mình đấy. Rồi bây giờ em bán nốt cái đầm này là em đi ngủ thật. Nãy giờ là em chào 101 lần rồi. Em mà ngày xưa mà chơi trò kiểu kể chuyện ngàn lẻ một đêm chắc được đấy. Lấy đi, năn nỉ, lấy đi. Eo ui xinh quá là xinh hả? Cái đó chị cầm xe nhỏ lắm, cái này chị to. Ừ. Thôi đấy mày dơ lên luôn đi. Này các tình yêu, áo bé nó đang lên. Trời ơi. Thông báo các chị, đầm này là em đang chốt cho con yêu của em là từ 25kg cho lên tới 55kg có, đấy là size bao nhiêu rồi? 14. Size 14. À không không. Không, ta đứng lên 50.000 đồ, ta ngồi nó thấy ta nhỏ bé, ta không chốt được rồi. Em chốt cho các tình yêu 45kg thoải con gà mái luôn. Đầm này là 99.000, đầm size cổ. Em chốt cho con yêu của em là từ 22kg cho đến 45kg có size. Hàng TN cao cấp nha. Hàng TN siêu cao cấp luôn. Từ 22kg nè cho đến 45kg có size. Trời ơi cái mẫu này mặc tét thì thôi chứ nhất con nhà mẹ luôn. Mặc đi học, mặc đi chơi. Dễ thương quá. Mặc đi gặp chú bộ đội 99.000. Ở đây là mẫu bao nhiêu? D14 nè. D14 giùm em. Ít lắm chứ không có nhiều. Bởi vì em nói em không giành được cái lô này với sỉ. Chứ lại giành được là em hốt rồi. Nè, em mê cái này quá hả? Mê chưa? Đẹp nhờ. Cái này là thun nha. Thun, phía dưới nó là cái chất vải. Đẹp lắm. Là bắt đầu em chốt D này là D bao nhiêu nhỉ? Chị vừa nói xong chị đọc lên. D14 có 99.000 thôi. Hàng này hàng ở hàng TN có mấy cái nè, hai cái cho chị Nguyễn Hương,
32 và 45 ký cho chị Nguyễn Hương. Đấy. Ờ ok chị Nguyễn Hương của em. 32 và 45 ký ok chưa? Cái này có vài cái là lấy luôn phát hết luôn bây giờ. Ok, xong. Rồi, ai chưa lấy D14 comment D14. Đầm đầm đẹp lắm, đầm này là em nói là siêu phẩm mà. Em mới mua đồ cho con em mất hết mấy chiều hả? Chiều mấy giờ chị like để em chốt dồn đơn chứ em có một áo hà. Em mà cho chị tối đi. Ủa, Đinh Quyên không lấy à, cái này bé em nhỏ quá hả? Đây các chị mà có con đại cô đâu rồi hốt đi, nhanh. Ngọc ơi còn đó không, đại ca Ngọc của em. Chị Nga lấy cái này cho cháu không? Các con cho cháu không? Đẹp lắm luôn. Em nói cái đầm này là đầm siêu phẩm nha. À, các chị thích cái đầm chấm bi thì Nga lên chị sale luôn. Ủa nó được mấy cái? Được mấy cái mà bé Trang mẫu. Ừ. Bé ơi 7 giờ cho chắc giờ Thảo Nhi ơi. Tại vì thực tế là em chập mắt khoảng nửa tiếng thôi. Em sẽ dậy em soạn lại mẫu nào em bán hết rồi. Tại vì nãy giờ là em chưa có lấy hàng nên em sẽ phải tranh thủ em lấy hàng. Mẫu nào em chưa lấy thì sau đó bắt đầu là em mới biết được để em live tiếp được. Em châm thêm ở dưới kho. Đấy. Không không cái này á, đừng có chơi với cái bình luận này. Ờ nó đi đâu mà. À. Cái thằng này giờ nó tự chạy bình luận đâu. Ừ. Quyên ơi tối có rảnh không? Mai chị Tuyết cũng like này đấy. Con em nhiều đầm lắm rồi hả? Nó à rồi hiểu rồi. Mẫu này đẹp quá à. Thôi mẫu này để tối like tiếp. Tại vì biết sao phải gặp mấy chị đại. Mà bây giờ là mấy chị nhí không ạ? À? Đang vào đòi mua đồ nhí. Bây giờ em sẽ xin phép nghỉ nhá. Ồ sao tự nhiên nó bị out ra nhanh vậy? Out thêm nốt cái bộ chân bi có mấy chị à? Đây đây chị coi đâu rồi. Thảo Trần ơi lên rồi lại nghỉ rồi. Này chân bi trái tim em sale cho nhà mình 59 ngàn. Còn một bộ hả bé? Nhưng mà size này size nhỏ. Size này size 13 ký chuẩn. Size này size 13 ký chuẩn nhá. Hàng này là hàng của Gogo. Có được có cái hả? Cho xem coi trong cái đống hàng lẻ ta này có không? Không, trời đợt tối chị la chứ bây giờ nghỉ đi đoạn mệt lắm. Không chơi được, tối nằm luôn á. Nè, ai lấy comment giùm em 59, size này là size 13 ký chuẩn. Ngày nào vừa hốt luôn đi. Có bộ duy nhất à, bữa trước em Tuyết vừa bán một tặng cho con hết rồi. Này sao, cái này sao mà lại ủa vậy luôn á hả? Chứ em xem chị Dung lay lẻ chốt được một đôi giày bé xong bà nghỉ chơi với lẻ luôn. Mày đừng có nói là mày chốt cho chị Tuyết được một cái áo, bởi vậy tối nữa là chị sẽ phải like và mày chốt đủ đơn nha. Đừng có chốt một cái áo thì bà Tuyết bà lại nghỉ chơi với lai lẻ đó chắc chết mẹ. Em đang có ý định là qua năm lai xỉ bên giày dép đây, tại vì em đã tìm được một số công ty rồi. Nhưng mà có điều là dưỡng thôi, em vẫn rất là thích có cái này cho Nguyễn Hường chị vừa luôn này, 59 ngàn, cái đó chị vừa bán và tặng nó bé. Ờ tối dồn đơn chuẩn các chị ơi. Các chị mua hàng bên em đừng có sốt ruột cái vụ chốt đơn nhá. Thông cảm cho em là hiện tại bây giờ là chỉ còn được có hai bạn chốt đơn lẻ thôi, nên là cái tốc độ đi nó hơi chậm nhá. Tốc độ đi nó hơi chậm. Đấy à, ngày hôm nay mới đi hết được đơn của live thứ bảy chủ nhật tuần trước. Nên là em nói thật là ai mà kiểu như cứ hay giận dỗi á, cái tính hay giận dỗi là chắc không chờ đợi em được. Không chờ đợi em được không phải là em chảnh em không chốt đơn đâu, mà không làm được đấy các chị. Các bạn ấy cứ hì hụt tăng ca tới 12 giờ mới nghỉ. Thực sự là tăng ca tới 12 giờ mới nghỉ đấy. Hai bạn là cứ bắt đầu 8 giờ là cắm cái mặt vào làm đơn cho đến tận 12 giờ mới nghỉ. Buổi trưa chỉ nghỉ được đúng có một tiếng đồng hồ thôi, mà làm không kịp. Bởi vì là được cái là em được sự yêu thương ủng hộ của chị em rất là nhiều. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Tuyển thêm mà chưa có tuyển được bạn nào ưng ý. Bởi vì chốt lẻ nó khó lắm. Chốt lẻ nó khó lắm chứ không có đơn giản. Làm không cẩn thận là hàng đổi trả về hết. Đó nên thành thử là mua hàng bên em thì nó sẽ hơi chậm một chút xíu. Em thích mua đồ chị với chị Nhung mà số em không chốt được. Tối chị lên đầy đồ bé nhí cho bé nha. Thảo nhí của chị, Thảo nhi của chị yên tâm đi. Đây, chị có giày Bích Ngọc ạ. Nhưng mà bây giờ chị Tuyết chưa lên. Úi dồi cái con Châu Khang kia. Dầu, thế thì lên cái mẫu này để cho mấy bà chốt. Không có mất công mấy bà giàu, mấy bà buồn. Khổ mấy bà ghê. Đây, một tầng, hai tầng, ba tầng. Nào, lên một phát luôn.
đây nha, đây nha, đây nha, đây nha. Nào lên nốt ba cái mẫu này. Giày thì hiện tại bây giờ chị Tuyết đang đặt một lô giày mẹ và bé cho các bạn sỉ, bạn buôn chứ không phải bạn sỉ bạn đặt. Để xem có thời gian thì Tuyết sẽ lai lẻ. Bởi vì biết sao, chị không có thời gian lai ấy, chứ có thời gian là từ lai mọi thứ trên đời. Các bạn cứ thích cái gì tôi lai cái đó. Chết. Đời dạy nhà chị hả? Hứa rồi đó, không trừ năm nay. Ở Trần Ấn thế, ôi chết mẹ. Liên Bích hả, xếp bé trai 26kg, ôi em nhiều lắm đại ca ơi. Mà em Tuyết đang tính trốn mà mấy bà không cho em trốn đây. Bởi vì em đang tính nghỉ xí mà mấy mẹ không cho nghỉ. Đấy, đại ca chồng dậy rồi đấy, chồng ơi like cho em đi. Đây số 11 nha. Đây này, thì mấy bà về, mấy bà muốn mặc cho con kiểu gì thì mặc. Nói chung là xét thiết kế siêu đỉnh. Nhí 89 và đại 99 ngàn. Đấy, comment dùm em cái này là G mấy bé? G12. Bé ghi là xét thiết kế hoa bèo sọc. Xét thiết kế hoa bèo sọc. Thế cái hoa mèo hoặc sọc. Cái này có từ 8kg đến 25kg có size. Chốt đi các chị yêu. Nó cái này không mua là uổng. Không mua là uổng luôn. Vải của nó là vải bút tơ. Hàng này là hàng 170, 180. Mà em bán cho các tình yêu của em bao nhiêu thôi? 89 ngàn. Cho các bé dưới 18kg. 99 ngàn cho các bé dưới 25kg. Vừa là hốt. Comment cú pháp giùm em là G12. G12 89 ngàn và 99 ngàn. Hàng 170, 180 các chị đẹp. Đó, rất là đẹp. Rồi, bắt đầu chị chốt cho Đinh Quyên của chị nào. Và chị vui vẻ xem tới tối luôn đi. Chị mà có sức khỏe siêu phàm như ngày xưa là chị chơi liền nữa tuyệt. Nào, G12 cho Đinh Quyên anh ơi. G12 cho em Đinh Quyên. 17 và 22. Chị ơi, nếu tối em không coi được, em coi lại ở Facebook chốt xong lại được không? Sẽ có những mã còn, có những mã không còn bé ạ. Nhá. Nên là cố gắng tranh thủ ha. Cái nào còn là chị sẽ chốt. Mà chị sợ là không còn á. Thì lại tội nghiệp em. Rồi, G12 anh ơi, G12 cho chị Đoàn Thị Thanh Nguyệt. Đoàn Thị Thanh Nguyệt là 23kg. Xong chưa anh yêu ơi? Ừ, Thảo Trần. Chết rồi, em đang muốn gãy cái lưng rồi chị Thảo Trần với các bà bé trai ơi. Đáng nhớ là em đi slip ai rồi đấy. Rồi, Alex G12 chốt G12. Nên là thỉnh thử là chịu khó giùm em một cái ha. Mình chốt đơn ủng hộ con bé cho con bé nó vui. Nè, G này là G13, siêu phẩm luôn. Em thích cái này lắm, em thích cái này lắm. Trời ơi, chắc em phải kiếm cái này cycle em mặc cái coi. Mấy cái này nó mát, nó mẻ, nó sang, nó xịn, mà giá thì rẻ. Áo thun bên trai cổ tròn xoay nhí đầy. Bé nhà mình bao nhiêu ký Nguyệt ơi? Thầy đâu rồi phụ chị đi? Thầy đâu rồi phụ chị đi? Thầy dậy rồi, này đây rồi. Đây này em, G13 cũng từ 8kg cho đến 25kg có size. Giá cũng 89 và 99 ngàn. Anh ơi, G13 là xét thiết kế tầng. Xét thiết kế tầng nha anh nha. Em thích có màu cam đất và màu hồng phấn. Trời ơi nó đẹp. Đẹp rụng rời luôn ha. G13 lấy combo ha, Đinh Quyên của chị ha. Đẹp chưa em nè. Những cái này ra bên ngoài nó bán cho các chị khoảng 180, 190. Với cái mẫu thiết kế mà cầu kỳ như thế này. Đẹp lắm. Em nói là hàng này đẹp lắm. Mẹ nào mà có con vừa thì hốt luôn đi ạ. Nhưng mà em bán cho con chỉ có 89, 99. Hàng này là hàng nhà em lên. Hàng nhà bên em lên ha. Tụi em lên. Hàng này tụi em lên. Nên là đúng nghĩa là các chị mua tận gốc rồi đấy. Mua tận gốc luôn rồi đấy. Nào, G13. Ừ, rồi, anh ơi, Đinh Quyên nè. G13 là 2 bộ 17kg, 2 bộ 22kg. Ok chưa? 2 bộ 17, 2 bộ 22. Đẹp lắm. Đẹp lắm Quyên ơi, về bé mặc lên là nhìn yêu ủng luôn á. Thích lắm luôn. Rồi, ai lấy mã này là G13. Comment G13 giùm em hai màu nha. Rồi tiếp tục mày lên luôn cho chị cái đống thiết kế đấy, chị lên một lượt luôn. Em đây, đây. Đây mà hai cái này là hai bộ lắm. Thôi khỏi, cắt đi. Là mình mày vào xoạc tí không như vậy. Chị lên một loạt thiết kế luôn. Rồi em nghỉ. Ôi cái này cứ quên. Cái này cứ giấu phía sau không thèm like chết không chứ. Nè bây giờ là em lên một loạt thiết kế đồng giá 8999 nha. Rồi. G13 Châu Khang anh ơi. G13 cho Châu Khang. Màu cam. Châu Khang, em gái Châu Khang rất là đẹp gái, nhìn dáng như hoa hậu vậy ấy. Để mái tóc nghiêng. Châu Khang, anh ở với em mười mấy năm rồi. Mà bây giờ còn không nghe được giọng vợ mình thì có mà chết à. Màu cam 10 và 20. Hạnh ơi, cái màu đó chị Tuyết không lên được 30 kg.
cái hàng thiết kế đó nó lên được có tới 25 kg hài. Tội nghiệp Hạnh quá à. Hạnh con cho chị từ đầu sáng tới giờ mà chưa chốt được cái nào ưng ý đúng không? Được thì nó cứ toàn không không vừa sai ha. Rồi Châu Khang, à, Ngọc Khanh Lê. Ngọc Khanh Lê là màu hồng 20 kg. Con gì từ danh bạ của bạn đang sử dụng G13, ai chưa chốt từ G13? 20 kg. Size 10 đến 10, 1 kg cũng vừa, chuẩn chuẩn. Cái đó nó đi cùng á, tức là nó sẽ cộng lên cộng xuống khoảng 1 kg em ạ. Đấy. Ok chưa, ai chưa lấy G13 chốt G13 luôn đi nè. Không có là không còn hàng đâu có tình yêu ơi. Nè, tiếp tục G14 anh ơi. G14 là set thiết kế. G14 là set thiết kế. Hoa đen đi, comment đại vậy đi cho nó dễ nhận ra thôi. Đấy, các chị đừng quan tâm tới cái mã em đặt cho chồng em ghi nhá. Ôi, điện thoại này hết pin. Cục sạc của nó là cục nào? Đấy, điện thoại nó cũng hết pin mặc dù trước khi cái máy này sẽ bị rung rinh trong vòng khoảng 2 giây. Các chị chờ em xíu nha, để em nạp pin cho máy nha. Em chào Tình Nguyễn Quảng Ngãi thiên người yêu. Kỳ này mất dạy rồi chị ơi. Kỳ này đói ăn quá nên mất dạy rồi. Con trà đào nó cầm lên luôn hoa đen. Nào cầm xem mà chị coi cái này. Ồ cái này đẹp thế mà chưa la. Treo mẫu lên gấp giùm chị. Có chưa? Có cánh bướm. Không có cánh bướm cơ. Nè G14 nè. G14 cho em trà đào 13 kg. Hốt đi. Cái mẫu G14 là em nói là hàng này là hàng mặc Tết luôn đấy. Mà mua về mặc đẹp quá em đi chơi Tết. Sao mà em chỉ có sạc pin thôi mà mấy chị ao ra khỏi màn hình vậy? Giật chết luôn được. Là ok, không mấy cái này chị nhớ mẫu hết rồi. Ủa cái này có màu vàng nữa bé. Chưa treo mẫu màu vàng cho chị. Cái này có combo, chuẩn, treo luôn cho chị với. Còn mẫu không? Không, không có. À đây, rồi, có rồi bé ơi. Ừ, đây, vậy là có mẫu hết rồi. Nè, G10 mấy anh? G14 nè. Đẹp lắm. À ơi anh ơi, thế thì cái này phải ghi là nơ ba cánh. Nơ ba cánh, đừng ghi nơ đen mà ghi nơ ba cánh. Rồi, có màu cam. À có màu vàng, có màu sữa, chốt combo đi. Máy hết pin người cũng hết pin, chuẩn sao mà mặt tiền hiểu tôi thế. Rồi ai lấy G14, nhưng mà các chị cứ cho đơn ẩm ẩm thì tự nhiên nó nạp năng lượng lại. Nó nạp pin ấy. G14 combo cho hai bé luôn Đinh Quyên này anh này. G14 là hai bộ cho bé 17 kg, hai bộ cho bé 22 kg là của mẹ Đinh Quyên nha. Ok chị anh. Đẹp lắm. Đó, màu hồng sữa với màu vàng. Rồi, ai lấy G14 comment nhanh G14 giùm em. Châu Khang nè. Châu Khang, chị Tuyết cảm ơn. Châu Khang ơi, chị Tuyết nói nghe nè. Nếu mà còn màu này, không còn màu kia chị Tuyết lấy luôn cho em được không? Tại vì chị sợ là hàng này chị like rồi ấy. Rồi Châu Khang. Châu Khang là một bộ 10 và một bộ 20. Em cứ ghi vậy giùm em với. Nhá, màu xanh và màu vàng cũng được được không? Thì vừa cái nào chị Tuyết lấy cái đó. Hello Hằng Thanh. Hello em gái của chị quay trở lại. Nhá. G14 màu hàng. Cái này không có size 30 kg em ạ. À. Đang mưa không nghe chị nói gì hết. À nên là hốt luôn đúng không? Thấy là mô tả là hốt luôn. 89 và 99 ngàn thôi. Nhưng mà không có size 30. Cái hàng thiết kế này á hả, nó chỉ lên được tới 25 kg quay đầu. Không có lên size 30 em ạ. Có xiền là có pin. Đấy, năng lượng gọi là cái năng lượng gọi là năng lượng vĩnh cửu của chị Thuyết đấy. Siêu năng lượng đó tiền ơi. Rồi, ai lấy G14 không vừa chị Bích Ngọc ơi, em thương chị Bích Ngọc ghê á. Theo em 2 like hôm nay rồi, 2 like 2 xỉ chị vào chị chốt mà không vừa. Cái này bây giờ đến cái này chốt nè thì lại không vừa. Cái này chỉ tầm từ 8 kg đến 25 kg. À em chọn màu vàng hả? Thế thì Châu Khang chú thích giùm em là màu vàng. Có thì lấy cho em nó. Rồi mẫu ngọc này nè, đâu bé? Mẫu ngọc nè. Mẫu ngọc là đẹp lắm. Mẫu ngọc mà chị nhớ nữa nó có hai màu luôn bé ơi. Phải không? Mẫu ngọc này hay là chị còn được cách xem ta. Em đen gái ơi. Cái này nó nói giọng dễ thương quá à. Nha, mẫu ngọc ngọc màu hồng phấn. Em lia cái màu hồng phấn trước. Quá hả? Chắc chưa?
Này, còn một bộ 13 kg ai hốt luôn đi. Không chị Phan Thương ạ, à, có là em gọi như em chụp mấy chị luôn. Này cái này 13 kg rồi. À, rồi đấy hai chưa? Hai màu. Chị nói nè. Hàng ta dễ lắm, đơn giản. Có điều ta chả biết nó nằm đâu chứ. Ta chỉ cái mẫu màu vàng. G này là G15. G15 các chị yêu ơi. Đẹp lắm luôn em nói cái đầm này, à, cái áo này này, cái set này này. 8999 luôn. Đấy, G15 anh ơi, anh ghi là bộ thiết kế Đính Ngọc, bộ thiết kế Đính Ngọc. Nè. Ừ, ok Châu Khang của chị. Cái này nó có màu hồng và màu vàng. Đẹp lắm luôn. Ừ. Cái size này là cứ chốt cho con yêu của em là từ 10 kg đến 25 kg có size. 10 kg đến 25 kg có size nhá. Cái tình yêu của em nè. Đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Vải của nó là vải hữu tơ. 3 bộ hồng, 4 bộ vàng. Ờ, để chị biết ra. Cứ để đấy, chị lấy sau. Giờ này là lấy mệt lắm, không có lấy kịp được. Đồ đẹp quá mà không được cái nào, tức con Tuyết nhỉ. Nó bán hàng cái kiểu gì làm chị chả chốt được cái nào. Em nói là em không đủ sức, chứ sức em chơi với chị liền. Em moi của chị vài triệu bạc liền. Kiểu tiền đấy mà không đớp được. Sale có giảm giá không? À, Lạnh Tâm à, có màu khác. Tay đang sale mẫu nào cũng đẹp, chắc chết tiền với chị quá. Có đâu. Nãy giờ đâu đã được bao nhiêu đâu. Đây con bé nhân viên mới của em nó vừa vào làm, nó nói đấy chị, nó chờ em không biết chị. Bữa trước em mới đi mua cho con hết 5 triệu hả bé hả? Ờ, hết 4 triệu mới mà được có vài bộ đồ chứ đâu. Tại vì đi vào những cái hàng này nó cứ hốt cho các chị là rẻ, là hàng này nó bán rẻ là 180. Đấy, nó thật luôn đấy. Mấy cái bộ mà thiết kế hàng đỉnh đỉnh như thế kia cứ 200 mấy. Mà mua của em bao nhiêu? 798999 gì đấy. Chết. Mới được có 11 ngón là hết 4 triệu mấy đúng không? Tại vì ở bên ngoài người ta phải trả mặt bằng, trả nhân viên. Giống như cái chỗ em làm cũ nó trả mười mấy nhân viên. Rồi một cái mặt bằng siêu lớn đúng không? Phải gồng lên giá thôi chứ biết sao giờ, không có gì đâu có lời. Đây, ok chưa? Mẫu này là mẫu bao nhiêu đấy? G15. Ủa, thế ế à? Ế à mấy chị Đài, ế là em tôi đi ngủ nha. Rồi, G15. G15, ai lấy G15 không? Không, không bà nào chốt. Cái này có một màu hay hai màu? Có hai bộ này chứ đúng không? Ok. Thì nó tìm được hàng rồi nên nó kêu tôi like trước. Đây cái này đẹp nè. Mùa giật diều, mùa xuân nay én về. Mà em không có én, em bán bướm. gặp chị lại mất tiền triệu. Ở được cái miếng tiền nó thương lắm. Thế mà cứ lâu lâu chị Tuyết không like. Chị ơi sao chị không like? Cứ làm như kiểu con em hết đồ mặc rồi. Rồi đẹp lắm luôn. Cực kỳ đẹp nha. Cái like quần nó sẽ sắn nhẹ nhẹ. Điểm sắn nhẹ nhẹ nó cho các chị ngắm. Đẹp lắm. Vải của nó sờ vào là sướng, sờ vào là nghiền. Ôm con là nó mướt cái tay đã vô cùng luôn. Nè anh ơi, G này là G16 nha. Size này đến được size 28 kg luôn. G16 nè. Cứ 8999 ngàn. Làm tới thôi. Hàng thứ kia em sẽ bán đúng một giá 8999 ngàn cho các chị em dễ nhớ. Cái bộ cánh bướm đây nè. Khi con đi nó di chuyển nhẹ nhẹ cưng cưng. Cánh bướm 3D xinh chưa? À, nhớ chị yêu hả? G16 cặp cho Đinh Quyên, 17 và 22 kg anh ơi. G16 17 22 kg cho Đinh Quyên. Chị cảm ơn Tuyền rất là nhiều, cảm ơn. Một cặp hả? Dạ, 17 và 22 kg, đẹp lắm. Mà em sẽ cho các con là 79 và 89 nha. À, anh cứ ghi là đầm sọc bướm. À quên. Bộ thiết kế, chưa thiết kế anh biết tắt đi, Nam Thủy nó hiểu. Bộ thiết kế sọc bướm, đẹp lắm. Rồi, cái này là cái gì nhỉ? Đinh Quyên của chị là một cặp 17 đến 22 nè. Tạo đơn. Ngọc Khanh Lê 20 đến 28. Rồi ok, có đơn luôn. Châu Khang 10 cho đến 20. Chị cho em coi lại G14. Ê, G14 là mẫu nào? Con Thảo kia đã biểu là hả? Mấy năm nay không mua được đồ của chị mà giờ đi đâu? Thế anh Thủ đi đâu khai thật cho mau. Châu Khang là 10 cho đến 20 anh ơi. Không, bé Thảo nhìn G14 là mẫu nào không mày? Ở dưới. À, G14 là mẫu này hả? Ok, hốt đi nè. Khổ thân. Nó chờ chị mấy năm nay chưa mua được bộ đồ nào hả? Nè, G14, đừng có quan tâm cái sự xếp đồ của chị Tuyết không có khiếu. Xếp đồ vậy ta mát là đẻ được con gái là vậy đấy.
Ok chưa? G14 nè. Cái này là G14 đúng không bé? G14 có màu hồng và màu vàng. Cứ 89 ngàn và 99 ngàn làm tới nha. Đấy, size từ 8kg đến 25kg. G14 nè. Chốt đi Thảo Nhi của chị ơi. G16 anh ghi xong chưa? Rồi, tiếp tục nè. Cố xem để chốt bộ nữa mà mới mua đầu. À thế à chị Phan Thương. Em cảm ơn chị Phan Thương rất là nhiều. Nói chung là em nói là hả, trên live chị nghiền 1, về nhà chị mở hàng đó là chị nghiền 10. Bé nó mặc vào là chị nghiền là 100. Đấy, mai mốt là cứ quay vào tốn tiền với em. Đến tuyết suốt là vậy đấy. Cái gì nhỉ? Kim Nu Nguyên. Kim Nu Nguyên. Dạ, người G14 25kg là một cặp đúng không? G14 à? Ừ, G14. Này em cứ đưa G14 lên. Lu. Ừ. G14 25kg màu hồng à. Cho chị Bích Ngọc. Ủa, Kim Lu Nguyên là bao nhiêu? 25. Mày đi kiếm chị chai nước đấy. Vâng, một bộ. Một bộ cho chị Kim Lu Nguyên. Bích Ngọc. Rồi bây giờ đến G14 màu hồng cho bé Thảo Nhi mà cả nhà uống nước. Bích Ngọc là cái gì? Cái gì chui vào cổ họng rồi? Há học ra cái gì nó vừa bay phọng quá không vậy? Bích Ngọc hay gì em? Bích Ngọc hả? Của em đọc Bích Ngọc ở đâu nhỉ? À đây chị Bích Ngọc là G14 25kg màu hồng. Ok chưa chồng? Kim Lu Nguyên cũng về. Kim Lu Nguyên. À còn G15 đây, em đang để G15. Cái này G15 phải không? À cái này G16. G16, comment đúng có pháp giùm em, em chưa lấy hàng đâu. G16 nha. G15 là nút ngọc này. Đúng rồi, G15 là nút ngọc còn đó chị. Đợi chút xíu nha. Rồi G16 cho em. À G14 hồi nãy cho Thảo Nhi 16 kg chưa? Chưa. Rồi G, Thảo Nhi 16 kg màu hồng. G mấy bà? Cái bà cứ khoái hồng quá giống em. Nhìn màu hồng là em cũng mê. Tiếc là không có con gái, chứ có con gái em mới thật thì em bắt mặc đồ suốt ngày. G15 còn chị Kim Nu đợi em chút xíu nha. Rồi tiếp tục. Thảo Nhi rồi đúng không? Trần Oanh thả dùm chị tiết số điện thoại với cu. Cu mới vào đúng không? Thả dùm chị tiết số điện thoại. Trần Oanh G16 nha, bây giờ lên sờ G16 nè. Trần Oanh là G16 đúng không? À con em đang coi và chọn. Ôi, con rất chào con gái của mẹ Thảo Nhi. Chúc con gái nói em thật nhiều niềm vui. Chúc con gái luôn khỏe mạnh nha. Và xinh đẹp như nàng hoa hậu nha. Chúc con gái của cô ngoan và học giỏi nghe chưa. Chào con gái của mẹ Thảo Nhi nha. Yêu thế. Rồi đây. Bèo tầng là G mấy hả chị? Bèo tầng là G mấy? Cái xét tầng tầng á. Rồi G14 quay lại anh ơi. Quay lại G14. À G14 25kg hả? 28kg tết hết rồi chị Vân Dương ơi. Em mua của bà có một lần mà bà nghỉ giờ. Em gặp được bà Tuyết xin luôn. À vậy hả? Gà tầng lên rồi. Rồi chị cảm ơn Trần Oanh của chị. Đến với nhau một lần người ơi đúng không? Đến với nhau một lần người ơi rồi tốn tiền với bà dài dài. Rồi tiếp tục. Bích Ngọc là em chốt rồi nè. G15 còn. G15 màu vàng cho Kim Nu Nguyên 25kg. G15 anh nhé. G15 là cái mẫu đính ngọc này. G15 đẹp lắm. Chị nào chưa chốt chốt đi. 25kg. Dạ, đây là G15 nè. Cứ 8999 ngàn. Hàng thiết kế bên em á. Đẹp lắm. Kinh lắm. Cái này là tất cả là đính bằng tay nha. Chứ không có phải là lấy nến chấm hụt của phát đâu. Cái này là G15 nè. G15 màu hồng. Đó, khi mà bé nó mặc vào á, nó đẹp lắm. Nhìn nó uyển chuyển, dễ thương vô cùng. Đó, những cái set như vậy chỉ có 89 ngàn. Đi ra bên ngoài mua hàng này, người ta bán cho các chị 170, 180. Chuyện bình thường. Chuyện bình con bà Thường. À thế hả? Chị cảm ơn Đinh Quyên của chị. Nên anh thử thấy Đinh Quyên vào phát là ta chụp liền. Không có để sót một giây phút nào hết. Đây. Màu vàng nha. G này là G15. G15 này thì em Tuyết cũng có size từ 8kg cho đến 25kg. Hàng thiết kế thì chỉ lên được tới 25kg đây chị. Có một số mẫu thì nó sẽ nhỉnh lên được khoảng 27-28kg. Đấy. G15 màu vàng cho chị Kim Nu Nguyên 25kg. Ok chưa? Thôi mà, lâu lâu mới gặp nhau mà. Thôi mà, chúng ta lâu lâu mới gặp nhau mà. Chết được.
À, Kim Lưu Nguyên rồi nè. G16 là chị like lại chưa? Nè G16 ai chưa lấy G16? Lấy G16 thì em nói thật là cái mẫu này đẹp lắm, mà cái vải của nó thì đẹp. Sờ vào cái vải nó mướt mượt mượt cái tay, sướng lắm. G16 nha, cứ từ 8kg cho lên tới bao nhiêu ký nhỉ? Giấu hả? Nó mang đi nó giấu mẫu. Không còn bộ nào màu đỏ hả chị? À, cái lô thiết kế này ít khi nào chị lên màu đỏ lắm. Thực tế là chị Tuyết không thích màu đỏ. Em cứ thích màu hồng, màu vàng. Màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu cam sữa. Em làm tới là vậy đấy. Để bữa sau lấy nguyên một cây màu đỏ nha, châu gan nha. Bữa nay em lên một dạt phía sau toàn bộ màu đỏ cho các con. Ok không? Nè, G này là G16. Cánh bướm dập dờn, xinh lắm. Cúc này là cúc bằng cúc gỗ đấy. Đẹp lắm các chị, đẹp lắm luôn á. Nhưng mà cái cúc này thì yên tâm đi, bền lắm. Dù là gỗ nhưng vẫn rất là bền. Máy hết pin rồi, bay bài chị nhé. Cảm ơn bà bạn nha. Bộ màu vàng nhé chị, lam lê của chị đây. Bộ màu vàng đây cô. Tôi cho các bà có cu hết. Đẹp chưa? Có 89.000 và 99.000, 89. À, tối nay hả? Tối nay 7 giờ. Tối nay 7 giờ nhé. Có cái quần nó làm đẹp không? Tại giờ em Tuyết hơi mỏi lưng rồi nên không đứng ha. Ngồi bệt một phát các chị thông cảm nhé. Đó, G15 đấy, màu vàng. Rồi cái này G16 là cánh bướm dập dờn. Rồi, mà G đây là G17, bộ sọc này. Hàng này hàng của Bitlit Kit nè. G17 có size to luôn hả? Sướng vậy. Mở giùm chị size to nhất. Ai? Hàng này lên tới tận 35kg lực. Riêng cái mã G17 đây, hàng này hàng thiết kế của Bitlit Kit nha. Em có từ 8kg cho đến tận 35kg luôn. Đó, các mẹ có con gái lớn mình chốt cái mã này đi ạ. Anh ghi là bộ thiết kế sọc. Bây giờ mình không có mã nào sọc đúng không? Sọc Bitlit. Bitlit Kit á, Bitlit. Ok chưa? Rồi. G bao nhiêu anh nhỏ? G17 này đẹp nè, mẹ nào vừa hốt đi, hàng này hàng thiết kế của công ty Bitlit Kit. Mà mấy công ty này họ lên hàng nhìn nó vậy thôi nhưng mặc về là nó đỉnh, là của đỉnh luôn. Mặc dễ thương lắm. Cưng xỉu luôn. Đó. Hàng rẻ đẹp xài bền. Kỳ này em làm bớt bền để cho mấy bà mua liên tục. Rồi. À, thế không chốt G17 à. Không chốt M17 là nghỉ chơi. Ôi, cái bộ G17 nó to đã luôn này. 35kg này. Size 35kg là thoải con gà mái luôn. Các chị nhìn này, cái hàng thiết kế nội cái gấu, nội cái cúc không, người ta cũng làm đẹp như thế này. Cái cúc là một chú gấu siêu xinh. Vậy các con nhìn nó yêu, nó yêu từ từng chi tiết một. Các mẹ nhiều khi các mẹ không để ý những cái chi tiết này này, các con nó sẽ rất là thích. Nhất là những bé nào là gọi như là mê gấu bông, mê búp bê thì một họa tiết nhỏ con nó đã xinh. Hàng thiết kế của công ty mà, từng chút của họ, họ đều nâng niu và họ thiết kế rất là đỉnh. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Cái này là G17 nha. Có tới tận 35kg, em đang cầm size 35kg để em mở ra cho các bé của cô Tuyết ngắm và các mẹ xem để mình chốt đơn. Quần bánh bèo xinh lắm, form dáng nhà người ta thiết kế của hàng công ty nên là đỉnh của đỉnh. G17. Ai chưa lấy mà G17 chốt nhanh G17 giùm em nha. Rồi. Mẫu tiếp theo là G18 là set jean nè. G18 là set jean nè. Thấy mấy bà có mua không? Không em đi ngủ này, em buồn ngủ rồi đấy. Hồi live với mấy bà xong em hết thời gian buồn ngủ luôn. Nó chuyển sang vật vờ. Vì bà này có bán hàng không mà suốt ngày đòi đi ngủ. Cái này nó có một cái dây dóc cơ nên rất là đẹp. Em ơi cái này thì chị nghĩ không còn nhiều đâu nhá. Cho chị size lớn nhất là bao nhiêu? Để chị tới mấy đường lấy size. Thấy chưa? G này là G bao nhiêu nhỉ? G này là G18. Ôi dồi ôi, cái này size 28kg thoải con gà mái này các chị ơi. Không cần đưa lên, chị nhìn là thấy rồi. Nè, từ 8kg đến 28kg. Quần set jean của con người ta này. Jean này là jean thun nha. Nhưng mà em nói là mặc rất là đẹp. Má ơi gãy cả cái cây luôn. Đẹp lắm luôn á. Đó, thấy không? Cái này đóng thùng. Cái này là đúng chất chơi. Ồ vậy hả Liên Bích? Rồi, thế thì xong nốt cái đống G gái này là chị lên B cho em để lên set jean ha. Set jean bé trai. Bé em bao nhiêu ký Liên Bích rồi? Đẹp lắm. Rồi, thôi thế nghỉ chơi với mấy bà gái. Chắc mấy bà hết tiền rồi sao? Mấy bà ngồi im hết lượt. Má nghe còn mốt nốt mẫu này nữa thôi. Nốt mẫu này thôi. Có quần dài hay lỡ không chị hả? À, cái lô này nó đang lên toàn tầm sọc.
22 kg, ok, lên liền, lên liền. Úi dồi, thế thì đầy mẫu luôn bé ơi. 26 kg, nhiều lắm Liên ơi. Nhà đẹp nè, khung xỉu chưa. Cái này là G bao nhiêu rồi anh? 19. G19, 89 nha. G18 anh ơi, cái này nè, G18 nè. Bi cam là set gì vậy chị hả? À, bi cam thì chuyển tiết lên. Ôi sao mình nhìn thấy được hay vậy? Nè. Cái này là của bé Đinh Quyên, 17 và 22 kg. Là G18 đúng không? Ừ. Cái này anh ghi là set. Set ly nước vịt. Set ly nước vịt cho bé Thủy nó sẽ lấy hàng. Đấy, cứ ghi rõ như vậy cho em nó sẽ lấy hàng. 89 ngàn thôi. Cứ một giá mà làm tới. Nè, G này bao nhiêu bé? G19 là hàng cô tông của Gogo cao cấp. Hàng này đúng là em sẽ bán 99 ngàn đấy, chứ không bán 89 ngàn đâu. Tại 99 ngàn là em mà còn có lời. Cái 89 ngàn là trừ công của các bạn đi là em không còn lời. Nhưng mà có điều là nó đang trong cái line như thế này này, thì em sẽ sell luôn cho các chị. Ở vậy mình mua là siêu lợi luôn. Hàng đẹp lắm, hàng cực kỳ đẹp. Mẫu này là mẫu của hàng Osakit. Nó là một cái hàng trong công ty Gogo ha, trong công ty Gogo. Hàng này bây giờ giá xỉ của nó là 130 mấy ngàn rồi. Cái này là em ôm nguyên cả một kho của người ta, và sau khi like cho tụi em xong là người ta nghỉ Tết luôn. Sau khi xả cho tụi em xong là người ta nghỉ Tết luôn. Bởi vì năm nay hả, ra hàng nhanh nhanh là chết đứng. Đấy, khổ lắm. Cái mẫu này là G20, từ 8 kg đến tận 27 kg, có sai G20 nhá. À không, em chốt tới 25, G20 đúng không? À, G19 hả? Ủa G19 à? Thế thì hồi nãy bé Đinh Quyên là lấy G19 luôn. G18 rồi đúng không? Bây giờ lấy G19 cho Đinh Quyên luôn, 17 và 22 kg luôn. Hello chị Hậu Nguyễn, đợi em chút xíu nhé. Còn bộ nào quần và chân váy không? Có đấy Thảo Nhi. G19 đây này. Set Gogo cô gái Nhật Bản. Cứ ghi vậy là con Thủy đã nhớ. Cô gái Nhật Bản. Đẹp không? Đẹp lắm. G19 25 kg cho Kim Nu Nguyên luôn. À, set chân váy còn 2 set hả? Ok. Set số 3, set số 10 nha. Set số 3 và set số 10. Dạ. Ôi giời ơi. Đây. Này, con mẹ Đinh Quyên lấy cái này cho bác Tuyết luôn đi nè. Set số 10 là 99 ngàn. Nhưng bởi vì nó còn đúng 2 bộ đúng không? Là size con em vừa luôn. Đây. Là cái này bác Tuyết sale bằng giá, nhĩ đại sale bằng giá là chỉ có 89 ngàn. Hai bé mẹ Quyên nhà mặc vừa đẹp luôn. Hai bé nhà mẹ Quyên là mặc vừa đẹp. Cái này bác gọi là set thủy thủ. Ê mấy cái này này, bà đóng thùng vào dùng tôi cho nó đẹp đẽ à phát bà. Bà có con gái, bà đẻ con gái được mà. Đấy, cấp cho Đinh Quyên luôn. Chị chưa kịp đóng thùng bởi vì đợi chị tôi đóng thùng mất té 5 phút. Lấy luôn cho Đinh Quyên. Ờ, lấy luôn cho Đinh Quyên. Định tính bạn ấy ra 89 x 2. Coi như là cái bộ, một bộ bác Tuyết lời 10 ngàn, bộ kia Tuyết khỏi lời. Này, bộ bi của các tình yêu đây. Nè, bộ bi này còn gì cô ơi? Bi này là G21 nè. Bi này là G21. Ừ, chị cảm ơn Đinh Quyên của chị nhá. Chị cảm ơn. À, G20, à quên, cái này là G20. Đấy, cứ 89 x 9 ngàn, rất là đẹp. Nè, cưng chưa, nãy giờ chưa có mẫu nào bi đúng không? Ờ, thiết kế bi thỏ. Anh ghi bi thỏ này. Bi thỏ nha. Chấm bi thỏ thêm chữ chấm bi dùm em, có mất công lại nhầm với chữ ly nước đằng kia mệt. Rồi, đấy, màu vàng và màu cam đất, đẹp chưa? Thỏ 3D, xinh ơi là xinh. Chào các bác, chào các cô. Con là chú thỏ xinh đây. Áo khoác jean chị Tuyết có đấy, mà giờ chị Tuyết chả biết nó là ở đâu. À, G20, làm G20 đi bé trà đào của chị. Xin ly trà đào, like xong chị sẽ đặt trà đào chị uống. Ngày hôm nay hứa với các con là sao nhỉ? Là đặt trà sữa cho mấy ống rồi. Rồi G20 màu vàng cho mẹ trà đào. Đó, G20 đẹp lắm. Màu vàng hả? Dạ, màu vàng, màu cam. 13 kg. Dạ, trà bào là cứ bé 13 kg. Nhìn gái thích nhỏ. Em nhìn là em thèm rồi đấy. Ờ, inbox trang này lên chị Kim luôn. Cái trang mà chùm xỉ á, cái trang mà chùm xỉ buôn á, là trang mà em chuyên để lai xỉ. Nhưng mà các chị cứ inbox đi, các bé nó tìm ra được hết ha. Còn cái trang mà xưởng chùm xỉ á, thì em lại dùng để em lai lẻ. Nhưng mà bây giờ Tết em chạy luôn cả hai trang cho nó nhanh. Rồi, ok chưa? Rồi thôi,
Bây giờ em sẽ lướt nhanh một phát set zin bé trai, không có nãy giờ các chị cứ chờ set zin bé trai mà mình chưa mua được đúng không? Nào bây giờ có bao nhiêu set zin bé trai thì bắt đầu tổng kết một phát bé cu ơi. Set zin trai. Set zin mặt cười nè. Set zin mặt cười. Đây. Rồi em sẽ treo lại mẫu bên kia. Cái đầm này đẹp quá, cho em thêm cho chị. Tại giờ này các chị đi vắng á. Tắc ơi, sao mà còn ai muốn lấy set zin không? Có ai muốn lấy set zin mà đang ở đây không để em tiếp biết đường nè. Tại vì em thấy tự nhiên cái view nó là bị out rồi. 4 giờ rồi đấy. Ủa rồi 5 giờ rồi đấy. Ờ quên 3 giờ. À em đây ok liên bit của chị. Em đây. Đây chị tiết lên đây. Bé em bao nhiêu ký? Bé em 26 ký. Ồ ôi, 26 ký thì chị nói thật chứ. Mẫu nào cũng vừa hết nha. Mẫu nào cũng vừa. Nào anh chuyển sang giùm em chiếc B xem con nó lên B bao nhiêu rồi nào. Mẫu nó là chồng yêu của em treo đúng không? Cái này là đáng nghĩa là treo cái quần nó cao lên một tí. Nhưng mà ông xã em thì anh ấy treo nên là thôi các chị nhìn là các chị hiểu được vẻ đẹp rồi đúng không? Đấy, áo jean set thì mặt cười loang rất là đẹp. Cái này em chốt cho con trai yêu của em mà từ 20kg cho lên tới 30kg còn size nha. Chị Tuyết lấy em bộ G 15 màu vàng. Ok, Thảo Nhi của chị nè. Anh ơi, Thảo Nhi là G 15 màu vàng 16kg. Ok Thủy Dung. Các chị ơi, nhớ inbox cho địa chỉ số điện thoại và chia sẻ like thôi là sẽ được hỗ trợ 20k. Các chị chỉ còn phải trả 10k ngàn tiền ship nha. Chỉ dành cho những chị nào chia sẻ like này và inbox cho địa chỉ số điện thoại luôn trong cái trang mà các chị đặt hàng là sẽ được hỗ trợ 20 ngàn. Đấy, có một động tác đó thôi là mình vừa được chốt đơn nhanh, không bị lạc mất đơn, khỏi phải mất công con một buổi xong rồi chả được chốt đơn. Thì em Tuyết á không trực tiếp chốt đơn lẻ nên các chị thông cảm giùm em nhé. Các bé nhân viên thì các chị biết rồi, nhiều khi các em nó làm một mình á, xong rồi cái cứ lọ mọ mấy đứa nó làm nó mệt á, xong rồi tìm khó là nó ao mất. Tôi một rồi em bị ao mười mấy đơn. Đấy. Ờ chị cảm ơn Thùy Dung. Thùy Dung nè anh ơi, Thùy Dung là G13 màu hồng, cái bộ bèo tầng á, size 23kg. Thùy Dung ừ. Tối và mai mua thêm nha, cho đủ đơn đi cu nha. Hồng hả? Dạ 13kg. Ừ, chứ có một bộ đi mất công tội nghiệp các em. Hồng 13kg. Mấy đứa nó một bộ lắm, nó đi nó xả đơn luôn, nó đến giữ đơn cho các bà đâu. Nói chung là nó chơi ác lắm. Xà đào G20 là chốt rồi đúng không anh? À. Nè, bây giờ bắt đầu lên B đi anh ơi. B. B bao nhiêu để em biết đường nè? B4 rồi, bây giờ là B5. Ủa, hôm nay em bán bé trai ít vậy hả? Ủa, làm gì có mẹ bé trai ra quá trời. B5 là xét mặt cười từ 20kg cho lên được tới 30kg. Em Tuyết có size. Màu này là màu cam phối với màu xanh rất là đẹp luôn. Quần của nó là hàng Betis, jean rất là đỉnh ha. Jean rất là đỉnh. Và cái này thì hôm nay em chỉ bán cho con từ 20kg cho đến 30kg thôi. Ừ, đúng rồi, đó Thảo Nhi của chị. Đúng rồi, em gái của chị. Đó, ok chưa? Và giá đi là chỉ có 170.000. 170.000 set này. 170.000 màu cam. Không nhảy size này con gì à? Con một size à? Rồi, màu phê đẹp quá trời quá đất luôn. Đó. Cưng lắm, em nói mặc những cái bộ này rất là yêu luôn. Yêu lắm, đóng thùng rồi. 3D của nó đây. 3D của con người ta đây. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này là B mới, anh vừa nói B mới em lại quên này. B5 màu cam, B5 màu phê. Cái họa tiết này rất là đẹp. Từ 20kg cho lên tới 35kg em thấy có size. 20kg cho đến 35kg em thấy có size nhá. Đấy, đẹp lắm luôn. Như vậy, cái này là B5 màu cam, B5 màu phê dùm em. Nó rộng, nó tụt cả quần. Rồi, các chị có con trai hút nhanh giùm em lướt nhanh sau đó thì tối chị em mình sẽ gặp nhau lúc 7 giờ nhá. Rồi, mẫu đó là B5P, B5K các chị nhớ nha. Rồi, tiếp tục. Đây, mẫu cá sấu. Mẫu cá sấu là... À, bao nhiêu một bộ hả? Em, có 170 một bộ thôi, 170 nguyên cả một bộ jean. Chấp nhận nổi không? Chấp nhận được không? 170 các chị ra ngoài, để em phân tích cho các chị nghe này. Cái quần này là quần của công ty Vintip. Hàng là hàng có mã vạch. Đấy, mua online mà mua gặp hàng có mã vạch là các chị biết cỡ nào dùng. Đấy, hàng này là hàng có mã vạch nha các tình yêu. Và cái này thì biết sao không? Bán ở trong siêu thị người ta bán 220, 240, 250 một quần.
nghĩ lại cổ đấy. Nhưng mà cái này là tụi em đặt trực tiếp từ công ty, không có qua chân tay bất kỳ một ông A bà C nào hết. Và đến chị em mình là mới gọi là F2 đúng không? À công ty là F0, em là F1, các chị là F2 đấy. Đấy kiểu vậy. Và cả một set như thế này. Size này thì em sẽ bán cho con yêu của em là 170 và 180 nha. Anh ơi, B1, ok, B1. Comment dù em tiếp B1 nè. B1 là có con yêu của em là từ 22kg cho đến 55kg có size. Giá cho bé đại, cho bé đại là 35kg trở xuống là hàng đại. Là giá chỉ có bao nhiêu thôi? 170. Còn bé từ 35 cho đến 55kg là 180 nha. B1 em tiếp có màu trắng, B1 em tiếp có màu vàng. Đẹp chưa? Đó, liên bích nè. Anh ơi, liên bích là B5 hồi nãy á. Dạ, màu phê 26kg. Hốt đi em. Ừ, chị thấy rồi, chị vừa tạo đơn cho bé rồi. Rồi, mẫu cá sấu này đẹp lắm bé ơi. Hình in đừng có lo vì nó là hàng công ty mà. Nó bể hình in phát tụi em trả về một lô. Một lô tụi em đặt cả tới 10.000 hàng là coi như là người ta ôm và người ta khóc luôn ý. Nên là hình in bên em là em nó rồi giật máy giặt đó hả. Máy giặt cứ kêu éo hay eo. Chứ mà còn hàng của tụi em mà không có vấn đề gì hết. Đấy, tức là máy giặt là quay từ đời này sang đời kia là nó hư rồi. Nó kêu ten tiền. Nhưng mà quần áo thì vẫn rất là đẹp. Em mua mỗi quần. Không, cái mẫu này thì nó đi là set jean. Đây là set jean nhưng chị Tuyết không có bán nguyên quần. Xíu có nguyên quần bé, tối chị Tuyết sẽ bán nguyên quần cho con nha. Lấy B1 trắng cho Liên Bích. Size 26kg, chị cảm ơn Liên Bích nha. Anh thấy chưa? Liên Bích B1 màu trắng. B1 màu trắng cho Liên Bích nha. Đẹp lắm, trắng và nói chung là siêu đỉnh luôn á. Rồi tiếp tục. Bé của em thì nó thật lạc và đồng có xanh. Là mẹ hết tiền luôn rồi. Mẫu này B6 anh ơi, B6 nhìn dùm em nè. B6 này từ đầu la tới bây giờ em tính mới like. Nãy giờ quên không like. Rồi B6 này nè. B6 là có màu vàng nha. Hàng này là hàng F-Zin. Hàng này là em tính nói ngắn gọn là hàng xuất châu Âu. Hàng này là hàng xuất châu Âu, nói nhiều quá em tức khản tiếng, nói ngắn gọn là hàng xuất châu Âu, cứ tin em tuyết đi. Đó. Hàng này là tụi em phân phối độc quyền. Ok chưa? Set jean khủng long. Set jean khủng long là B6. Vàng này, bé chạy qua lấy cho chị vàng khủng long, con size lớn nhất là size bao nhiêu, chị cần nói size lớn nhất size bao nhiêu chị được rồi. Rồi, bên này là B6. Đó, những cái phụ kiện này nè. Không bao giờ có chuyện hư. Nhà em con cháu chắc chút chít là nó chơi hết hàng F jean. Chị nào mà chưa mua F jean bên em thì cứ mua 1, 2, 3 bộ gì đó. Đấy, là tầm F jean là 2 bộ là em đi đơn rồi. Anh nhớ. À thế thì hàng này em có từ 10kg cho lên được tới tận 11 hả? 40kg vừa, 10kg đến 40kg vừa nhá. Bên này là B6 có màu vàng, có màu xanh lá, màu vàng và màu xanh lá, đẹp chưa? Là mẫu B6 hàng F jean. Cái giá của anh này là 185 và 195, nhí và đại, mẫu này không có cổ. B6 màu vàng cho Liên Bích anh ơi. Đây là 180 và 190, con của em nó là 195 chứ à 185 và 195. B6 màu vàng cho Liên Bích 26kg. Ok chưa? Rồi. Cái gì mà mới mua hôm nay đâu rồi, treo đâu rồi chị rồi. Em ơi, mang đây chị. Vui cái gì mà vui. À đây. Hôm nay mua bao nhiêu chồng ơi? 14. Xét gái còn mẫu nào không chị? Ôi dồi ôi, Tuyết Hương ơi, chị giết mày bây giờ. Cái này là Tuyết Hương vừa vào đã được. Ô cái bà Tuyết này bà bị điên hay sao mà tôi vừa vào phát bà đòi giết tôi. Khách mua hàng thì không thèm bán nè. Ý là nãy chị lên một loạt bé gái mà thấy chị hạ hết xào của bé gái xuống chưa? Ít. Thấy không? Đó, hạ hết xào của bé gái xuống rồi. Xin chưa ít đấy. Đấy. Tối đi, tối 7 giờ để chị Tuyết châm thêm mẫu nhá. Để Tuyết châm thêm mẫu. Chứ nãy giờ là bán là cái xào nó muốn xào sạc hết mẫu rồi, thấy không? Tối nhá, tối ha bé ha. Ê. Bữa nay bán rồi. Bữa nay bán không ăn đi ăn cơm hả? Cái này là B3. Dạ. B3 nha. B3 rất là đẹp. Xét liên tiếp nè. Đấy. Học online với ôi nói cái vụ học online vất vả nhỉ em nhỉ. Con của chị cũng vậy, ngày hôm nay là phải quay video để nộp hát, nộp thể dục và học làm họa sĩ nữa. Nói chung là thế mới thấy là các con đi học không hề đơn giản đúng không? Con ở nhà học với mình thì mới thấy là các con đi học không hề đơn giản.
thế mà cứ suốt ngày chửi con có mỗi việc ăn với học mà cô không nên hồn. Ôi giời, giờ là nhắn học với mẹ mẹ chóng mặt luôn. Em ở dạy con ấy, em không biết các chị làm sao ấy. Em ở dạy con của em chóng mặt lắm. Hai mẹ con cứ lên tăng sông không. Thật, vậy mà bình thường con đi học về chửi con suốt. Từ giờ em gương cả chửi con đâu. Em chỉ la thôi. Rồi, mã này B mấy anh ơi? B3 này, B3 có vàng 185, 195 và 210 nhí đại cô nha. Cái này là em cứ có size từ 8kg cho đến tận 75kg có hàng luôn. Đấy, hàng của FZ là hàng của công ty mà xuất đi châu Âu. Cái này thử mặc về lên là form là cực kỳ đẹp. Mà các chị cứ mua là nghiền. Chị Đông Nguyễn ngày hôm qua alo cho em. Em ơi, chị mua về mà xong mấy người hàng xóm cứ thấy đẹp quá lại dặn mua tiếp. Ô, thế chị bữa nào lại cứ vào ủng hộ em tiếp thôi. Đấy, đẹp lắm. Mua về cho con, cho cháu. B này là B, em vừa nói xong em lại quên B3 hả anh? B3 màu vàng là em tuyết có từ 8kg đến 75kg. B3 màu đỏ từ 8kg đến 75kg. Ok chưa? Rồi màu vàng của nãy bao nhiêu? Hộp màu vàng của nãy mấy tiền đó hả? Màu vàng của nãy là màu... À, em khủng long này hả em hả? Em khủng long này là 185.000 hoặc 195.000. Nhí là 185, đại là 195. Đó, ở dưới con kia. Đó, hàng này là hàng xuất châu Âu. Để kho hết. À không, em đang lấy con khủng long mà. Bạn đang hỏi em khủng long mà. Mấy bấy bộ sao mà hết được. Đấy, em ôm lên, đấy. Hạnh nó riêng xào hết. Em vừa bị nhìa. Đấy, cái này là dành cho bé yêu của em là từ 11kg cho đến 40kg có đấy, đại ca Kiều Loan. Mã gì hả? Anh ơi, này là mã gì? Con khủng long là bên 6 đúng không? B6 vàng Kiều Loan ơi. B6 vàng. Còn cái này là B3. B3, à quên. B3 em có màu vàng. B3 này là màu vàng. B3 màu đỏ. B3 màu vàng, B3 màu đỏ là cái này là có nhí đại cô từ 8kg đến 75kg. B3 em còn có hai màu siêu đẹp nữa nè. Cái này thì không dành được với các bạn size nhí. B3 em có màu xanh đen, đẹp chưa? Em nói là màu xanh đen chất lắm, màu xanh đen. Đẹp lắm luôn đó các tình yêu. Quần của nó này, quần của FZ là siêu đỉnh. Túi là đó hả? Thoải con gà mái luôn đó. Đẹp lắm, túi trước, túi sau, túi hộp. Cái mẫu này là B3 nha. B3 màu xanh này thì em Tuyết Đan chỉ có size này là size từ 25kg đến 75kg có size. 25kg cho đến 75kg có size. Hàng này là hàng xuất châu Âu. Hàng này nó bán bên ngoài thị trường là trên 300.000 một phép. Nhưng mà em bán cho các con là 185, 195 và 210. Hà là bên em độc quyền. Độc quyền hàng bên em. Cho nên các chị ra bên ngoài mua là mua của sỉ hoặc buôn bên em bán lại. Ok chưa? Rồi, màu trắng siêu đẹp luôn. Màu trắng siêu đẹp luôn. Cái này là B3. Rồi, ok chưa? Em gái yêu của chị, em gái mưa của chị. Chốt thêm màu gì nữa không? Chị đưa hết gì rồi đấy. Cái gì thì phải. Có cái mẫu siêu nhân này mà bé ở siêu nhân này đâu? Siêu nhân này này. Siêu nhân này xem coi còn hàng này thì hết rồi. Xem coi còn rớt bộ nào chị chưa biết đường. Đấy. Không, cái đó là mẫu khủng long. Mẫu siêu nhân này này, mẫu Kevin siêu nhân này. Chưa để bên này. Để đến hàng này. Hàng này sai đấy, hàng này sai nhưng mà mẹ có lấy rồi đấy. Để đây này anh. Để đây này. Để nhân này. À, rồi ok. À, em lấy áo trắng với quần xám được không? Bé trai đâu Nguyễn Hương? Chị không dám hứa, chị không dám hứa. Tại vì em gái biết làm sao không? Nhưng chị nói rồi là chị không trực tiếp rút đơn. Chỉ có dặn nhiều khi các bạn cũng không nhớ. Cứ muốn like thì cứ like sau như vậy rồi. Gần 200 đơn hàng. Nên là nhiều khi các bạn ấy sẽ không xử lý hết được. Chị dặn cho các bạn cũng quên nè. Em hình dung là có những bạn của chị mà nó không mua được hàng. Mà sao mày trả chốt hàng cho tao vậy? Ô tao like xong mà sao mày lại không được chốt hàng? Tao có thấy bên mày nhắn tin gọi điện gì đâu. Thôi chết mẹ, nó chả tìm ra mày. Tại vì tám khí thế nhưng mà cứ tám bên messenger cá nhân. Nên là tìm trả được. Nên chị xin lỗi là chị không có dám nót bất kỳ một cái gì hết. Tại vì các bé nó xử lý đơn không nổi. Là cứ bên nhà sản xuất, bên hãng họ lên thế nào á, là mấy bé nó sẽ nót lên như vậy. Nhá, thông cảm giùm chị Kim Nguyễn Hương nhá.
Thế ví dụ như trực tiếp chị làm thì không nói, nhưng mà chị không 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 thể làm lẹ được. Bởi vì thực sự mùa này là mùa xỉ, là đắm cuối rồi. Các chị nào mà cứ xem em live xỉ là nhiều khi cái 1 giờ mấy 2 giờ là chuyện bình thường. Live tới 1 giờ mấy 2 giờ đêm là chuyện bình thường. Sau đó là đóng đơn cứ một cứ live là cứ chừng khoảng 15.000 hàng. Và đóng trong vòng 2 ngày là xong. 2 ngày, 1 ngày rưỡi chứ được 2 ngày. Tới tối là lại live tiếp, nên đành thử là em không thể nào nhảy sang lẻ để chốt đơn được, nên lẻ là sẽ giao cho bé em bé gái, ông xã với nhân viên. Đấy, nên đành thử là các chị thông cảm nhá. Anh ơi, Kiều Loan kìa. B1 màu trắng. B1 màu trắng. B6 màu vàng. Bé đang mặc size 10 hàng FD đúng không? Ờ ok, cảm ơn em gái của chị. Size 10, anh ghi là size 10, đừng ghi 10kg là chết luôn đấy. Vàng hả? Dạ. B1 màu trắng, B6 màu vàng. Size 10. Dạ, size 10. Ok chưa? Rồi. Thương thông cảm chị nha, chứ không phải là không quan tâm tới khách hàng đâu. Là không nổi ấy, nên chị Tuyết không dám nhận lời. Nhưng mà không có mẹ lại buồn, biểu bà Tuyết này bà hứa lèo. Rồi, một mẫu hip hop cuối cùng cho bé trai yêu. B mấy đây anh yêu? B mấy? B4 hả? B4 Exin. À ok. B4 Exin, cái này anh ghi là mã Exin lực sĩ. Ờ, 130, 140, 150, đúng rồi, em gọi là mã lực sĩ. Bởi vì anh chàng đang cố lên mẹ ơi, kiểu vậy. Đó, đẹp lắm, tương xỉu. Cái lớp hàng này em nói là phải xỉu đẹp luôn, nhìn là thấy thích rồi. Nè, cái này là 130, 140, 150, nhà Exin là nhà em phân phối độc quyền ha. Hôm nay em có màu đỏ cho các con yêu của em. Size này là size nhí đại cổ. Nhí đại cổ luôn. Từ cứ từ 8kg cho đến 75kg có size. Màu vàng, 8kg đến 75kg có size. Đẹp nhất ngay con quả tây. Nhỏ. 130, 140 và 150. Đấy, các mẹ có con trai hốt đi. Hello Diệp Nguyễn của chị. Đấy, em nhìn quần cô Tông nha, em nhìn túi hộp. Đây là 130, 140 và 150. Cứ mua và cảm nhận sự khác biệt. Và đây là vải đập tặc. Đó, và đặt dệt độc quyền. Em mệt rồi em hay nói lị lắm. Không biết các tình yêu làm sao. Đó, bởi vậy nên là đời ít chửi chồng. Chửi chồng con chó nó ra con mèo chết. Màu xám màu cam đại cổ. À, rồi. Màu xám và màu cam thì có đại và cổ. Tức là có từ 25 cho đến 75kg. Màu xám nè. Quần xám đâu ta. Đây. À quần vàng. Quần cam. Đây. Đó. Nó đi theo cái màu chữ áo. Chữ lên nha. Cái mẫu này là B4 các tình yêu ơi. Hốt đi nhá. Hàng Exin siêu đỉnh đấy. Exin siêu đỉnh. Rồi, B4 chúng tôi có màu xám. Xám con trai rất là manly. Đẹp quá ha. Tương xỉu luôn. Đó, là 130 cho nhí, 140 cho đại và 150 cho cô. Rồi, có chị nào yêu thương chốt luôn B4 không thì em Tuyết sẽ tắt like và đi nghỉ ha. Rồi, em cảm ơn các tình yêu của em rất là nhiều. Em nhắn tin chúc qua Zalo được không? Khách cũ. Ừ, Kiều Loan là chị biết rồi. Em mới mua được một bộ dồn đơn. Ok, Lê Yến nè. Anh ơi Lê Yến, B3 màu trắng, màu xanh đen, 62kg cho Lê Yến. Lê Yến màu trắng và màu xanh đen, 62kg, ok chưa? 7 giờ chị Tuyết like nhá. 7 giờ chị Tuyết like, Tuyết Hương ơi. Nói nghe này, 7 giờ, 7 rưỡi gì đó nhá. Gọi là 7 giờ nhưng mà đôi khi em có thể cấn tới 7 rưỡi. Đấy, tối mình sẽ like. Ngày mai chị Tuyết lại like luôn cả một ngày để phục vụ các bé lẻ. Cuối tuần là dành cho tình yêu của lẻ mà. Nên là hôm nay và ngày mai các chị chịu khó chốt cho nó đủ đơn ha. Để đi ha. Rồi. Rồi em cảm ơn tất cả. À có chị Kim Nu, chị nói gì nè. Ồ không phải. Ở phía trên. Ủa B4. Đúng rồi. À chắc nhầm rồi đấy bạn. Cái điện thoại giờ nó trả thêm nhảy bình luận luôn này. Chả biết. Đấy, em cảm ơn các tình yêu rất là nhiều. Chúc nhà mình một buổi chiều Noel thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Chúc nhà mình có một bữa cơm chiều thật là ngon miệng. Và nhớ là 7 giờ tối thì bắt đầu chị em mình sẽ gặp nhau trong một cái live tiếp tục là live tri ân hiệp 2 của em bên em ha. Và bây giờ thì em sẽ tranh thủ em sẽ soạn lại hàng để biết là mẫu nào còn, mẫu nào hết. Sau đó em lại tiếp tục lấy hàng từ dưới kho xỉ lên. Để tối ngày hôm nay lại là tiếp tục tốn tiền với em nữa. Em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Tất cả các mẹ mà mua hàng trong cái live tri ân của em Tuyết mừng ngày Noel này nè, Noel an lành này nè. Hãy chủ động inbox giùm em trong fanpage mà các chị đang đặt hàng. Inbox trong fanpage nhá. Trong fanpage giùm em, cho em địa chỉ và số điện thoại.
chỉ cần inbox cho em địa chỉ số điện thoại, đồng thời chia sẻ với trang cá nhân là chế độ công khai và chia sẻ trong hội nhóm là em Tuyết sẽ hỗ trợ các chị 20.000 tiền ship. Các chị nhận đơn chỉ mất 10.000 thôi. Nhưng nếu chị nào không làm được thao tác đó thì bên em xin phép vẫn thu bình thường 30.000 tiền ship theo cái cách của bên thằng giao hàng. Ok chưa nào? 30.000 là em cũng đã có hỗ trợ nhẹ rồi, một số chỗ là 35, một số chỗ là 40-45 đấy. Là em có hỗ trợ mà 30.000. Còn các chị nào có inbox cho em địa chỉ số điện thoại và đồng thời chia sẻ giùm em chỉ còn hết 10.000 tiền ship. Rồi em chào cả nhà. Bye bye. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha.